Hồi 116, Bạch Y Ni mở cuộc điều tra. Vì tiểu bảo mắng thầm trong bụng, con quỷ này nghĩ ra được kế đó suối mụ thì gớm thật. Lão ra mà lọt vào tay ngươi thì mỗi ngày trong mình phải thêm ra 17, 18 vết thương lớn. Nếu không đúng vậy thì lão ra chẳng phải họ vi. Lại nghe Thái Hậu hỏi, Hoàng đế sai tiểu quế tử đi đâu? Làm việc gì? Ngươi có biết không? Kiến ninh công chúa đáp vụ này hài nhi biết rồi. Nghe bọn thị vệ nói là tiểu quế tử lên Ngũ Đài Sơn. Thái hậu ủa một tiếng ra chiều kinh hãi, hỏi: "Gã, gã lên Ngũ Đài Sơn ư? Vậy mà sao ta không biết chi hết?" Công chúa Đáp Hải Nhi cũng sau khi về cung mới nghe bọn thị vệ nói vậy. Còn hoàng đế ca ca phái gã lên Ngũ Đài Sơn làm gì thì Hải Nhi không rõ. Bọn thị vệ kia còn bảo hoàng đế ca ca rất cưng gã và đã thăng quan cho gã nữa. Thái hậu hừ một tiếng, trầm ngâm một lúc rồi nói, "Được rồi, chờ gã trở về công ta sẽ nói chuyện với hoàng đế." Thanh âm bà lạnh lẽo, tựa hồ trong lòng không thích. Thái hậu lại nói tiếp, "Đêm đã khuya rồi, ngươi về ngủ đi thôi." Công chúa đáp, "Má má ơi, Hải Nhi không về phòng nữa, ở lại đây ngủ với má má quách." Thái hậu hỏi, "Ngươi còn bé nhỏ gì nữa mà đòi ngủ với mẹ, sao lại không về phòng?" Công chúa đáp, trong phòng Hải Nhi có quỷ quấy rối, Hải Nhi sợ lắm. Thái hậu gạt đi, nói bậy, làm gì có ma quỷ. Công chúa đáp, má má ơi, có quỷ thật đấy. Bọn cung nữ và thái giám ở trong cung của Hải Nhi mấy đêm trước đây đều bị quỷ làm cho hôn mê, ngủ một giấc đến trưa hôm nay mới tỉnh dậy. Tên nào cũng ngơ ngác sợ sệt, thái hậu giải thích làm gì có chuyện đó, người đừng nghe bọn nô tài nói quanh, vì chúng ta không ở nhà, bọn chúng thần hồn nát thần tính mà tưởng tượng ra ma quỷ. Người cứ về ngủ đi, không sao đâu công chúa không dám nói nữa dâng lời vấn an rồi rút lui thái hậu ngồi một mình trên bàn một tay chống cằm suy nghĩ mắt đăm đăm ngó ngọn đèn nến ngơ ngẩn xuất thần hồi lâu bà quay đầu lại chợt nhìn lên tường thấy hai bóng người lảo đảo theo ngọn nến rung rinh thái hậu tưởng mình hoa mắt định thần nhìn kỹ lại thì quả nhiên thấy hai cái bóng một bóng của bà còn một bóng nữa ngồi song song thái hậu cực kỳ kinh hãi tự hỏi, chẳng lẽ có ma quỷ thật ư? Bà nghĩ tới trước kia đã giết hại nhiều người, bất giác toàn thân lông tóc dựng đứng cả lên. Tuy bà võ công cao cường mà cũng không dám quay đầu nhìn lại. Sau một lúc, Thái hậu bụng bảo dạ ma quỷ không có bóng. Đã có bóng là không phải ma quỷ. Bà nín thở nghe ngóng thì bên mình cũng chẳng thấy tiếng hô hấp của người thứ hai nào. Bà lại tự hỏi, nếu không phải ma quỷ, thì chẳng lẽ là xác chết cứng đơ? Bà sợ quá toàn thân nhùn ra không cử động được hai mắt trợn lên nhìn chằm chặp vào hai cái bóng ở trên tường suýt nữa ngất đi đột nhiên bà nghe tiếng hô hấp rất khẽ ở phía sau giường nằm trong bụng mừng thầm quay đầu nhìn lại bà thấy một vị ni cô mình mặc áo trắng ngồi đối diện với cái bàn cặp mắt ni cô trong sáng đang nhìn bà tướng mạo ni cô rất thanh tú nhưng thần sắc chơi như gỗ trong lúc hết hoàng bà không nhận ra được là người hay là ma Thái hậu cất tiếng run run hỏi, ngươi, ngươi là ai? Tại s ao, lại đến đây. Bạch y nhi không đáp. Hồi lâu mới lạnh lùng hỏi lại, ngươi là ai? Sao lại đến đây? Thái hậu nghe giống tiếng người mới bớt sợ đáp. Đây là nội viện trong hoàng cung mà ngươi dám lẻn vào thì thật là lớn mật. Bạch y nhi lạnh lùng nói, phải rồi, đây là nội viện trong hoàng cung. Ngươi là cây thá gì mà dám lớn mật đến đây? Thái hậu tức giận đáp, ta là hoàng thái hậu, dĩ nhiên ta ở đây ngươi là yêu nhân phương nào? Bạch Y Ni đưa tay mặt ra đè lên bộ tứ thập nhị trương kinh trước mặt Thái Hậu rồi từ từ cầm lấy. Thái Hậu quát to, buông tay, bà phóng trưởng đánh véo một cái vào trước mặt Bạch Y Ni. Bạch Y Ni xoay tay mặt vung trưởng đón tiếp, Thái Hậu lạ người đi, rời ghế ngồi đứng lên, khẽ quát, giỏi lắm, té ra là một tay cao thủ võ lâm. Bây giờ bà biết rõ đối phương là người chứ không phải quỷ, bao nhiêu nỗi sợ sệt đều tiêu tan hết bà vung tay đánh ra liền bốn phát trường liên hoàn. Bạch y ni vẫn ngồi trên ghế chứ không đứng dậy. Trước hết mụ chuồn kinh sách vào bọc rồi giơ tay chiếc chiêu hóa giải bốn phát trường của Thái Hậu. Thái Hậu thấy Bạch y ni lấy mất kinh sách thì vừa kinh hãi vừa tức giận. Bà huy động trường lực đánh ra bảy, tám chiêu liền trong nháy mắt. Bạch y ni chiếc chiêu hóa giải hết, Thủy Trung vẫn không phản kích. Thái Hậu thò tay vào đùi bên phải lấy ra một thanh đoản đao, ánh hàn quang lấp loáng. Vì tiểu bảo ngưng thần nhìn lại thì ra trong tay thái hậu cầm một ngọn nga mi thích đúc bằng bạch kim pha thép, chứ không phải đoàn đao. Ngày trước thái hậu giết hải đại phú cũng dùng ngọn nga mi thích này. Đã có khi giới trong tay, thái hậu phấn khởi tinh thần, khí thế hăng hái, cầm nga mi thích đâm lia lịa vào bạch y ni. Bỗng nghe trưởng phong giết lên veo véo, trưởng phóng, thích đâm, trong tầm cung lấp loáng ánh bạch quang vì tiểu bảo khẽ nói tiểu điệt ra lệnh cho mụ điếm dừng tay để mụ khỏi đả thương sư thái đào hồng anh kéo tay gã khẽ đáp không cần bạch y ni vẫn ngồi yên trên ghế ra tay nhẹ nhàng một ngón tay trỏ bên phải chỉ bên này một cái chỉ bên kia một cái mà hóa giải được mấy chục chiêu tấn công tàn độc của thái hậu thái hậu chợt tiến chợt lui lúc nhảy lên cao lúc hạ xuống thấp cực kỳ mau lẹ kình phong mỗi lúc một mạnh làm cho lửa trên bốn ngọn nến đều tạt ra bốn phía. Trong chốc lát trong phòng tối sầm lại, bốn ngọn nến tạt đi rồi hai ngọn tắt hẳn, hai người qua lại mấy chiêu nữa, còn hai ngọn cũng tắt nét. Trong bóng tối đen, trường phong rít lên càng mạnh, xen vào những tiếng ho hắng nặng trịch của Thái Hậu. Bỗng nghe Bạch Y Ni cất tiếng lạnh lùng hỏi bà làm đến Thái Hậu mà qua đâu học được những món võ công này. Thái Hậu không trả lời, vẫn hết sức tấn công. Đột nhiên những tiếng bóp bốp vang lên, đúng là Thái hậu bị đánh trúng bốn cái bạt tai, tiếp theo là tiếng rú úi chao, thanh âm này đầy vẻ phẫn nộ và khủng khiếp, lại một tiếng huỵch vang lên rồi trong phòng yên lặng như tờ. Trong bóng tối mò, hỏa quang bỗng lóe lên, Bạch Y Ni Tay cầm mồi lửa cháy bừng bừng, còn Thái hậu quỳ ở dưới đất trước mặt Nico, người bà không nhúc nhích. Vì tiểu bảo cả mừng nghĩ bụng, bữa nay phải giết mụ điếm già mới xong bỗng thấy Bạch Y Ni cầm mồi lửa khẽ liệm về phía trước. Mồi lửa bay ra chừng mấy thước, mù vẫy tay áo một cái đẩy mồi lửa từ từ vọt về phía những ngọn nến, thắp cả bốn ngọn nến lên một lượt, khác nào có bàn tay vô hình cầm lửa châm vào. Bạch Y Ni lại vẫy tay áo một cái, một luồng hấp lực hút mồi lửa trở về. Mụ giơ tay mặt ra đón lấy, thổi tắt đi rồi bỏ vào trong bọc. Cử động của Bạch Y Ni khiến Vi Tiểu Bảo phải trợn mắt há miệng. Tuy gã biết bạch y ni võ công cao thâm, nhưng không ngờ mụ lại có thể mượn luồng lực đạo ở tay áo bên trái đưa mồi lửa đi thắp bốn ngọn nến rồi lại kéo mồi lửa về, coi chẳng khác phép tiên. Bất giác gã sinh lòng kính phục vô cùng, thái hậu bị điểm trúng huyệt đạo phải quỳ xuống đất, gương mặt bà lúc tím bầm, lúc trắng bợt, bà tức giận khẽ nói, người phóng trường đánh chết ta đi cho rồi, hành hạ cách này chẳng phải hành vi của bậc cao nhân. Bạch Y Nhi hỏi, chồng mình mụ mang võ công của đảo rắn thì thật là kỳ. Một quý nhân ở chốn thâm cung sao lại dây dưa đến bọn thần long giáo. Vì tiểu bảo không khỏi ngấm ngấm lắc đầu lè lưỡi, tự nhủ, vị sư thái này chẳng có việc gì là không hay biết. Từ nay ta có bịa chuyện với y cũng phải coi chừng mới được. Bỗng nghe thái hậu đã, ta chẳng biết thần long giáo là gì cả. Chút võ công kém cỏi của ta là do một tên thái giám trong cung truyền dạy bạch y ni hỏi thái giám ư thái giám ở trong cung thì có liên quan gì đến thần long giáo hắn tên họ là chi thái hậu đáp hắn là hải đại phú nhưng đã chết lâu rồi vì tiểu bảo cười thầm trong bụng miệng lẩm bẩm mụ điếm giả nói nhăng nói càn đến thế là cùng nếu mụ biết ta ở đây tất chẳng dám nói những chuyện trời ơi đất hỡi như vậy bạch y ni trầm ngâm một chút rồi hỏi hải đại phú ư sao ta chưa từng nghe đến danh hiệu nhân vật này vừa rồi ngươi tấn công ta bảy tám phát trưởng liền, trưởng lực cực kỳ thâm độc. Đó là trường pháp gì? Thái hậu đáp theo lời gia sư thì đó là công phu của phái võ đương tên gọi, tên gọi Nhu âm trường. Bạch y ni lắc đầu nói, không phải đâu, đó là hóa kết miên trường. Võ đương là một danh môn chính phái, khi nào lại luyện môn công phu thâm độc đó? Thái hậu thấy Bạch y ni nhi biết rồi, liền trở giọng, sư thái nói vậy cũng phải đó là theo lời gia sư chưa hư thực thế nào ta ta cũng không hay thái hậu thấy bạch y ni võ công tinh thâm lại kiến văn quảng bác thì vừa kinh hãi vừa kính phục nói năng mỗi lúc một thêm khách khí bạch y ni hỏi ngụ đã dùng trường pháp này giết hại bao nhiêu người thái hậu đáp ta vãn bối sinh trường ở trốn thâm cung luyện võ kết cho thân thể cường kiện chưa từng giết hại một người nào vì tiểu bảo lẩm bẩm nói khoác mà không biết ngượng miệng vì chẳng mất tiền mua lại nghe thái hậu nói tiếp sư thái soi xét cho vãn bối đã có người bảo vệ suốt đời chưa từng động thủ với ai đêm nay gặp sư thái mới phải ra tay là lần đầu vãn bối tuy học võ công mà chẳng dùng làm gì được bạch kinh ni mỉm cười nói võ công của mụ đã vào hạng khá lắm thái hậu nói vãn bối khác nào ếch nằm đáy giếng bữa nay mà không được mắt thấy thần công tuyệt thế của sư thái thì cũng không biết trời đất bao la rộng lớn bạch y ni ồ một tiếng rồi hỏi tên thái giám hải đại phu chết từ hồi nào ai đã giết hắn thái hậu ngập ngừng đáp hắn chết đã lâu ngày vì tuổi già mắc bệnh mà thác bạch y ni nói tuy chính ngươi chưa làm điều tàn ác nhưng bọn thắt đát mãn châu chiếm đoạt giang sơn của nhà đại minh ta bức từ hoàng đế đại minh ngươi là vợ của hoàng đế thắt đát thứ nhất và là mẫu thân của hoàng đế thắt đát thứ hai vậy không thể dung tha được Thái hậu cất giọng run run đáp, sư sư Thái, hoàng đế đương kim không phải là con ruột của vãn bối. Mẫu thân y là hiếu khang hoàng hậu thì đã chết rồi. Bạch y ni gật đầu hỏi, té ra là huyết, nhưng ngươi đã là vợ thuận trị hoàng đế. Hắn tàn sát hàng ức triệu người Hán mà sao ngươi không một lời can gián. Thái hậu đáp, xin sư Thái Minh xét cho, tiên đế chỉ sủng ái một con hồ ly là đồng ngạc phi. Còn vãn bối khi đó muốn được chạm mặt y một lần cũng khó lòng nên không sao khuyên giải được. Bạch y ni trầm ngâm một lát rồi nói, kể ra ngươi nói cũng có lý, bữa nay ta tha mạng cho. Thái hậu nói ngay, đa tả sư thái độ lượng khoan hồng, từ đây vãn bối nhất định ngày ngày tụng kinh niệm Phật. Xin sư thái, ban cho cuốn kinh Phật đó. Bạch y ni hỏi, ngươi đòi pho tứ thập nhị chương kinh này làm gì? Thái hậu đáp vãn bối thành tâm lễ Phật, từ nay trở đi còn sống ngày nào, vãn bối sẽ tụng kinh ngày ấy. Bạch Y ni hỏi, tứ thập nhị trương kinh là một pho sách rất thông thường, am chùa nào chẳng có. Sao người nhất định phải đòi pho này mới được? Thái hậu đáp, sư thái có điều chưa rõ, đây là pho kinh mà Đức Tiên Đế ngày trước sớm khuya tụng niệm. Vãn bối chưa quên mối tình xưa, nhìn vào kinh cũng như trông thấy tiên đế. Bạch Y ni nói, người nói thế là không được đâu, khi tụng kinh niệm Phật phải để cõi lòng trong sáng, không được vơ vẩn nghĩ đến tình duyên người vừa đọc kinh vừa tưởng nhớ kẻ trượng phu đã chết thì còn tụng kinh làm gì? Thái hậu đáp đa tả sư thái có lời chỉ điểm, vì, vãn bối ngu muội chưa giải thoát được. Bạch y ni đột nhiên mắt lộ thần quang, hỏi trong bộ kinh sách này có điều chi cổ quái, người nói thực cho ta nghe. Thái hậu đáp thực tình thực tình vãn bối trong lòng si mê, tiền đế tuy đối với vãn bối chẳng tốt đẹp gì, nhưng thủy trung vãn bối vẫn không quên được y hàng ngày được nhìn pho kinh sách này cũng an ủi nỗi nhớ mong được đôi chút bạch y ni thở dài nói ngươi vẫn mê muội không tỉnh ngủ chẳng chịu nói thực cái đó cũng là do ngươi bạch y ni phát tay áo về phía trước giải khai huyệt đảo cho thái hậu thái hậu nói đa tả tấm lòng từ bi của sư thái ngủ dập đầu lại mấy lạy rồi đứng lên bạch y ni lại hỏi ta cũng chẳng từ bi gì đâu sau khi ngươi sử dụng hóa kết miên trường đánh vào người khác thì sẽ ra sao thái hậu đáp lão thái giam đó nói cho vãn bối hay trường pháp này rất ghê gớm khắp thiên hạ không có mấy người chống nổi bạch y ni nói ủa vừa rồi ngươi phóng liền bảy trường đánh ra mà ta không phản kích chỉ đẩy hóa kết miên trường của ngươi trở lại để ngươi tự xử. trường lực đó tự ngươi phát ra thì lại trả về cho ngươi thế là mình làm mình chịu không trách ai được nữa Thái hậu nghe Bạch Y Ni nói tới đây chẳng còn hồn vía nào nữa. Dĩ nhiên mụ đã biết hóa kết miên trường ghê gớm đến thế nào rồi. Ai chúng phải trường lực này là xương kết tan nát thành từng mảnh nhỏ, người mềm như bún, muốn sơ một ngón tay út lên cũng không được. Ngày trước, mụ đã dùng trường pháp này đánh chết Vinh Thân Vương, con của Đồng Ngạc Phi, và hai chị em Đồng Ngạc Phi. Ba người đó tình trạng lúc lâm từ cực kỳ thảm khốc, chính mắt mụ đã trông thấy bây giờ bạch y ni võ công cao thâm như vậy, đầy trưởng lực trở về đánh người phát chiêu. Vụ này là một việc thường có trong võ lâm, bạch y ni nói vậy không phải là chuyện giả dối. Trường hợp hóa kết miên trường mà đánh vào người Thái Hậu chắc rồi cũng khiến cho mụ nát xương ra mà chết, vì bảy phát trường vừa rồi mụ đã vận dụng toàn lực ra chiêu. Một trường còn chưa chịu nổi huống chi là bảy trường. Thái Hậu kinh hãi vô cùng, hai gối ngủn ra, quỳ mọp xuống đất, năn nỉ, xin sư Thái cứu mạng. Bạch Y Ni thở dài nói, ngươi đã tự làm nên tội nghiệt thì tự ngươi phải giải trừ cho mình, chứ người ngoài làm thế nào được. Thái hậu dập đầu nói, vãn bối mong rằng sư thái mở lượng từ bi chỉ điểm cho đường giải thoát. Bạch Y Ni nói, chuyện gì ngươi cũng dôi trá không chịu nói thực, còn đường sáng tỏ bày ra trước mắt, chính ngươi không muốn đi thì còn oán ai được. Dù ta đây có lòng giả từ bi cũng chỉ đối với người Hán đồng bào còn bọn mãn nô thát đát các ngươi cùng ta có mối thâm cửu đại hận. Bữa nay ta không hạ sát ngươi đã là từ bi đến cùng cực rôn dứt lời bà đứng dậy. Thái hậu biết nếu để lỡ mất cơ hội này, bạch y ni mà đi rồi thì chỉ mấy ngày là mụ phải chết một cách vô cùng thảm khốc. Hình ảnh chị em đồng ngạc phi lúc lâm tử cực kỳ khổ sở, dãy ruộng trên giường nằm đều hiện ra trước mắt mụ, khiến cho mụ khủng khiếp vô cùng, toàn thân run bần bật. Mụ la lên, sư sư thái ấy về án bối không phải là người thắt đát mà là mà là bạch y ni nói ngươi là cái gì thái hậu đáp vãn bối là người hán bạch y ni cười lạt hỏi đến bây giờ ngươi vẫn còn nói nhăng nói càn một vị hoàng hậu thắt đát có khi nào lại do người hán làm được thái hậu đáp không phải vãn bối nói bậy mẹ ruột của đương kim hoàng đế người họ đông giai phụ thân bà tên gọi đông đồ lại cũng là người hán bạch y ni nói trường hợp này khác hẳn mẹ nhờ con mà nên quý hiền bà nguyên là phi tần chứ không phải hoàng hậu thủy chung bà vẫn không làm hoàng hậu con bà lên làm hoàng đế rồi mới tri phong chức hoàng thái hậu mà thôi thái hậu cúi đầu xuống đáp dạ đúng thế mụ thấy bạch y ni cất bước toan đi vội nói sư thái vãn bối quả thật là người hán và cũng căm hận quân thát đát thấu xương như sư thái vậy bạch y ni hỏi vì lẽ gì mà ngươi căm hận bọn thát đát Thái hậu đáp đây là một vụ cực kỳ bí mật, vãn bối, không nên nói ra. Nhưng, nhưng, bạch y ni gạt đi, đã không nên nói thì người bất tất phải nói nữa. Thái hậu ở vào tình trạng nguy cấp như lửa đết dầu, không thể nghĩ ngợi e dè được nữa. Dù mai đây có gặp đại họa tây đình cũng còn đỡ đau khổ hơn để xương kết toàn thân nát vụn. Ngụ liền nghiến răng thú thật, ngôi thái hậu của vãn bối chỉ là giả tạo. Vãn bối, không phải là thái hậu. Mụ nói câu này dĩ nhiên khiến cho Bạch Y Ni rất đỗi ngạc nhiên. Cả vi tiểu bảo ẩn ở sau giường cũng giật mình kinh hãi. Bạch Y Ni từ từ ngồi xuống ghế hỏi, sao lại giả tạo được? Thái hậu đáp, song thân vãn bối bị quân thát đát hãm hại. Vãn bối cùng bọn chúng có mối thù chẳng đội trời chung. Vãn bối lại bị bắt buộc vào cung làm cung nữ hầu hạ hoàng hậu. Về sau, vãn bối giả mạo làm hoàng hậu, vì tiểu bảo càng nghe càng lấy làm kỳ bụng bảo giả, mụ điếm già thật lớn mật đến vụ này mụ còn dám bịa chuyện thì ra mụ coi trời bằng vung lại nghe thái hậu nói chân hoàng hậu là người mãn châu thuộc dòng họ bắc nhị tế cát đặc và con gái của hoàng thân khoa nhị sấm còn tiên phụ họ mao tên gọi là mao văn long làm đại tướng quân của triều đại minh bạch y ni sửng xét hỏi ngươi là con gái mao văn long ư có phải ngày trước mao văn long làm trấn thủ ở bi đảo thái hậu đáp phải rồi tiên phụ cùng bọn thát đát đánh nhau mấy năm liền sau bị quan đại soái viên sùng hoán hạ sát thực ra cũng bởi bọn thát đát dùng kế phản gián bạch y ni, ồ, một tiếng rồi hỏi đây thật là một câu chuyện ly kỳ làm sao ngươi giả mạo thái hậu được lại bấy nhiêu năm ở trong cung cũng không bị phát giác thái hậu đáp vãn bối phục thị hoàng hậu lâu năm nên những giọng nói thái độ cùng cử chỉ vãn bối học thành giống hệt cả cái mặt này cũng là giả tạo Mụ nói rồi chạy đến bên đài gương lấy một tấm khăn gấm trong hộp vàng sấp nước lau mặt, đoạn bóc hai miếng da dán ở hai bên má ra. Lập tức tướng mạo mụ biến đổi hẳn, nguyên trước gương mặt tròn chỉnh, phì nộn, bây giờ bỗng biến thành khuôn mặt trái dưa gầy còm, mi mắt lõm vào. Bạch Tini nhi, ồ, oh, lần một tiếng ra chiều kinh dị, nói, tướng mạo người quả nhiên khác hẳn. Bà trầm ngâm một lúc rồi hỏi, nhưng giả mạo hoàng hậu không phải chuyện dễ dàng chẳng lẽ bọn cung nữ hầu cận ngươi và cả trượng phu ngươi cũng không nhận ra ư thái hậu đáp tiên đế chỉ sùng ái con hồ ly đồng ngạc phi mấy năm sau này y chẳng đến ngủ ở cung hoàng hậu một đêm nào có khi y không thèm ngó đến bà nữa chân hoàng hậu y còn không dòm ngó thì dĩ nhiên giả hoàng hậu y chẳng bao giờ trông mặt mụ nói mấy câu này thanh âm rất chua cay mụ ngừng lại một chút rồi tiếp đừng nói vãn bối hóa trang rất giống hoàng hậu dù có khác đi y y cũng không biết. Hồi 117, những điều bí ân từ từ ló dạng. Bạch y như bụng bảo giả, những lời về sau của mụ không chừng đúng là sự thực. Bà lại hỏi, thế mà bọn thái giám cùng cung nữ phục thị hoàng hậu cũng không nhận ra ư? Thái hậu đáp vãn bối kiểm chế hoàng hậu rồi liền bức bách y phải thay đổi hết bọn thái giám cùng cung nữ ở cung từ ninh để thế người mới vào. Ngày thường vãn bối rất ít ra ngoài, chỉ gặp trường hợp bất đắc dĩ mới phải lộ diện theo lề luật trong cung bọn thái giám và cung nữ không dám nhìn thẳng vào mặt vãn bối chúng có đứng đằng xa nhìn trộm cũng chẳng thể phân biệt được chân giả bạch y nhi sự nhớ ra điều gì liền hỏi không đúng người bảo lão hoàng đế thủy trung không ngó mặt ngươi lần nào thì làm sao làm sao ngươi lại sinh hạ được một công chúa thái hậu đáp đứa con gái đó không phải con của hoàng đế phụ thân nó là một người hán giả làm cung nữ hầu hạ vãn bối nhưng mới đây bất hạnh bất hạnh y mắc bệnh chết rồi đào hồng anh nghe nói khẽ bấm vi tiểu bảo một cái hai người cùng nghĩ bụng gã đàn ông giả làm công nữ thì có rồi nhưng bảo hắn bị bệnh chết thì không đúng vi tiểu bảo lại lầm bầm thảo nào cô công chúa kia ngang ngược dã man té ra cô chỉ là đứa con gái của hạng bách tính giả làm công nữ lão hoàng đế bản tính ôn hòa hiền hậu quyết chẳng khi nào sinh con gái hỗn hào như vậy Bạch Y Ni tự hỏi, đột nhiên mụ này mang thai nghén mà lão hoàng đế lại không động phòng với mụ đêm nào, há chẳng sinh lòng ngờ vực ư? Có điều đây là chuyện dâm đãng trong phòng the mà Bạch Y Ni là người xử nữ xuất gia, nên tuy bà đã lớn tuổi cũng không tiện hỏi gặng. Bà nghĩ thầm, mụ này dã tâm hết sức sâu xa dám giả mạo làm hoàng hậu, thì dù mụ mang thai tất có cách che giấu, ta chẳng cần hỏi đến nữa. Bà lắc đầu nói, những lời của ngươi của người ta xem ra không phải hoàn toàn giả dối. Thái hậu vội nói, thưa tiền bối, cả đến chuyện vô liêm sỉ vãn bối cũng thú thật rồi thì dĩ nhiên những chuyện khác không dám dối trá. Bạch y ni hỏi, ngươi nói vậy thì ra chân thái hậu bị ngươi giết rồi phải không? Bàn tay ngươi đã dính máu tanh không phải ít, sao ngươi lại bảo chưa từng giết ngươi? Thái hậu đáp vãn bối tụng kinh niệm Phật, tuy đối với bọn thát đát lòng ôm mối hận sâu cay cũng chẳng dám giết người bừa bãi. Trần Thái Hậu hiện giờ hãy còn sống hẳn hoi. Mụ nói câu này khiến ba người đều sửng xết. Bạch Y Ni hỏi, chân Thái Hậu còn sống ư? Y ở đâu? Người không sợ tiết lộ bí mật hay sao? Thái Hậu móc chiếc chìa khóa vàng trong bọc ra tiến lại bên cái tủ lớn ở trước giường, mở tủ ra. Bạch Y Ni khẽ bật tiếng la kinh ngạc. Bà nhìn thấy một người đàn bà nằm trong tủ, mình đắp chăn bông, liền hỏi, Y Y là chân Thái Hậu thật ư? Thái hậu đáp xin tiền bối cứ coi mặt y sẽ rõ. Mụ vừa nói vừa cầm cây đèn nến soi vào mặt người đàn bà. Bạch in Y thấy người này hình dáng tiều tụy, mặt không còn chút huyết sắc, tướng mạo tương tự như bộ mặt Thái hậu lúc chưa phế bỏ đồ hóa trang. Người đàn bà kia hé mắt ra một chút rồi nhắm lại ngay, khẽ cất tiếng nói, ta chẳng đã bảo ngươi, mau mau giết phứt ta đi cho rồi. Thái hậu đáp, trước nay ta không giết người, thì giết ngươi thế nào được? Mụ nói rồi từ từ đóng cửa tủ lại. Bạch Y Nhi hỏi, người đã giam cầm chân Thái Hậu như thế này trong mười mấy năm rồi ư? Thái Hậu đáp, đúng thế. Bạch Y Nhi hỏi, người định tra hỏi Y điều chi? Có phải vì Y kiên quyết không chịu nói, nên ngươi mới để Y sống đến ngày nay? Y mà nói ra là ngươi giết Y lập tức, có đúng thế không? Thái Hậu đáp, không, không, vãn bối biết ở cửa Phật, giới đầu tiên là giới sát, nên bình thời thường ăn chay quyết không bao giờ giết y, Bạch Y Ni hắng giọng một tiếng rồi hỏi, "Ta có phải là đứa con nít lên ba đâu mà chẳng hiểu tâm lý ngươi. Ngươi giam chân Thái Hậu cách này lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm. Ngươi chưa giết y tất là có cuộc mưu đồ trọng đại. Y ở trong tủ mà la lên há chẳng khiến cho cơ quan của ngươi bị bại lộ hoàn toàn. Thái Hậu đáp, "Y không dám kêu là vì Vãn Bối đã bảo y cơ sợ này mà bị bại lộ thì Vãn Bối hạ thủ y trước tiên rồi giết đến lão hoàng đế." sau cùng là tiểu hoàng đế. Mụ thát đát này giữ dạ sát son, một lòng trung nghĩa với hai hoàng đế, quyết không chịu để hai nhân vật đó bị sát hại. Bạch y ni lại hỏi, người định cật vấn y điều chi? Y đã kiên quyết không nói sao ngươi không đem tính mạng của hoàng đế ra mà uy hiếp. Thái hậu đáp y không dám kêu là vì vãn bối đã bảo y cơ sợ này mà bị bại lộ thì vãn bối hạ thủ y trước tiên rồi giết đến lão hoàng đế, sau cùng là tiểu hoàng đế mụ thát đát này giữ giả sát son, một lòng trung nghĩa với hai hoàng đế, quyết không chịu để hai nhân vật đó bị sát hại. Bạch y Ni lại hỏi, người định cật vấn y điều chi, y đã kiên quyết không nói sao ngươi không đem tính mạng của hoàng đế ra mà uy hiếp. Thái hậu đáp, y bảo hệ vãn bối ra hại hoàng đế là lập tức y tuyệt thực để tự tận. Sở dĩ y chưa tuyệt thực là vì vãn bối đã ưng chịu không hạ sát hoàng đế nguyên hai vị chính hậu một chân một giả đều có điều kiện uy hiếp đối phương. bà chân đem chuyện tuyệt thực để uy hiếp bà giả, bà giả lại đem việc gia hại hoàng đế để uy hiếp bà chân. hai bên đều có điều ý kỳ, ở vào thế rằng co mười mấy năm trời vẫn chưa ngã ngũ. giả thái hậu sợ chân thái hậu tuyệt thực tự tận, vì đối phương còn giữ một điều bí mật cực kỳ to lớn không chịu tiết lộ. Giả tỷ bà giả không còn điều chi cần đến bà chân thì con người nguy hiểm này muốn sống thêm một khắc cũng chẳng được nào. Chẳng những bà bị giết chết mà cả đến thi hài cũng sẽ bị đết cháy thành than để không còn chút dấu vết. Nhân vật nguy hiểm như vậy mà vẫn phải để sống ở trong cung đủ rõ là bà còn có điều bí mật trọng đại đến chừng nào, không cần hỏi cũng biết. Bạch Y Ni hỏi, ta hỏi ngươi một câu mà ngươi chỉ đánh trống lảng, né tránh không chịu trả lời ngươi muốn tra hỏi điều bí mật gì ở chân Thái Hậu thái hậu đáp giả dạ vụ này là một chuyện đại bí mật có liên quan đến vận mệnh hương vong của người mãn châu bọn thát đát khai sáng long nghiệp từ đất liêu đông chiếm được giang sơn của nhà đại minh là nhờ ở mô mả tổ tiên chúng có long mạch vãn bối có biết dòng họ ái tân giác la ở trong dãy núi trường bạch tỉnh liêu đông bây giờ chỉ cần cắt đứt long mạch mộ tổ của họ hoặc chặt đầu rồng hoặc triệt long vĩ thì chẳng những giang sơn người hán trung hưng lại được mà bọn thắt đát phải tuyệt diệt ngay ở phía trong quan ải, chẳng còn ai sống sót để trở về Mãn Châu. Bạch Y Nhi gật đầu lẩm bẩm, thuyết này cũng giống thuyết của Đào Hồng Anh. Bạch Y Nhi lại hỏi, Long Mạch đó ở chỗ nào? Thái hậu đáp, đây là một vụ đại bí mật. Lão Hoàng đế có biết, lúc Y lâm tử thì tiểu Hoàng đế hãy còn nhỏ quá chưa hiểu việc gì. Y sùng ái đồng ngạc phi nhưng mụ lại chết trước Y nên y đem vụ đại bí mật này nói cho hoàng hậu biết và dặn ngụ khi tiểu hoàng đế trưởng thành hãy nhắc lại cho gã biết. Khi đó vãn bối làm cung nữ chầu hầu hoàng hậu, nghe lỏm được câu chuyện giữa lão hoàng đế và hoàng hậu, nhưng chỉ nghe lõm bõm chứ không hiểu tường tận lắm. Vãn bối đã định sau khi điều tra được vụ bí mật tài đình này sẽ triệu tập những kẻ sĩ trí nguyện lên trường Bạch Sơn Đào Long Mạch để đoạn tuyệt phúc khí ngôi mà tù của bọn thát đát là có thể trung hưng cơ nghiệp nhà đại minh ngay. Bạch Y Ni trầm ngâm một lúc rồi nói, chuyện Long Mạch về phong thủy thuật là chuyện huyền hư vô căn cứ, biết đâu mà tin được. Nhà đại minh ta sở dĩ mất thiên hạ là vì việc triều chính mấy đời không được hoàn thiện, quan lại ngược đãi bách tính rồi dồn nhân dân đến chỗ tạo phản. Đạo lý này mấy năm gần đây ta đi chu du bốn bể, thám thính dân tình mới hiểu rõ. Thái hậu nói, dạ, sư thái am hiểu thế sự, vãn bối dĩ nhiên không bì kịp nhưng vì việc khôi phục Sơn Hà xã tắc, thuật phong thủy dù huyền hư cũng nên tin là có thật, chứ đừng bảo là không. Nếu đoạn tuyệt long mạch chẳng làm hại được bọn thắt đát, mình cũng không mất gì. Vạn nhất mà vụ này linh nghiệm thật, há chẳng cứu vớt được hàng triệu bách tính trong thiên hạ ra khỏi trốn dầu sôi lửa bỏng. Bạch Kinh bất giác động dung ngợt đầu đáp người nói thế cũng phải, chuyện này có linh nghiệm hay không chẳng thể biết được, dù nó vô ích mình cũng chẳng mất mát gì chỉ kết tuyên truyền vụ đó ra khắp thiên hạ cho tới tai vua tôi thát đát. Bọn chúng rất tin tưởng vào thuật phong thủy có thể sinh lòng chán nản. Trái lại, những người bên chúng ta đổ mưu phục quốc lại thêm phần tin tưởng. Phải chăng ngươi cho hỏi chân thái hậu chỉ vì chuyện bí mật này? Thái hậu đáp, đúng vậy, nhưng quân tiện nhân kia biết đó là một điều hệ trọng liên quan đến con cháu cùng cơ nghiệp nhà mụ nên chẳng thà mụ chịu chết, chứ không chịu thổ lộ vãn bối đã dùng đủ cách cả nhu lẫn cương tra hỏi mười mấy năm mà mụ vẫn bưng kín miệng mình. Bạch Y Ni cầm bộ tứ thập nhị trương kinh lên hỏi, người có biết Thái Hậu còn mấy pho kinh sách này nữa hiện để ở đâu không? Thái Hậu sợ quá giật nảy người lên, bất giác lùi lại hai bước cất tiếng run run hỏi lại, tiền bối, tiền bối biết cả vụ này ư? Bạch Y Ni đáp, cái bí mật đó là ở trong tám bộ kinh sách này. Bà ngừng lại một chút rồi hỏi, trong tám bộ ngươi đã lấy được mấy bộ? Thái hậu vẫn còn run sợ đáp, sư thái pháp lực thông thần, chẳng điều gì không biết. Vãn bối không dám man trá, nguyên trước vãn bối đã lấy được bốn bỏ. Nhưng, nhưng một đêm có kẻ lèn vào trong cung hành thích, đâm một đao trúng ngực vãn bối, và lấy cắp mất cả bốn bộ kinh sách kia. Xin sư thái coi đây, ngụ nói rồi cởi áo ngoài và áo lót ra, để hở một vết thương lớn ở trước ngực vụ đào hồng anh hành thích thái hậu bạch y ni đã biết trước rồi nên chẳng lấy chi làm kinh dị bà còn biết rõ nếu bốn pho kinh sách kia lọt vào tay đào hồng anh chẳng khi nào mụ giấu diếm hay có ý man trá vì tiểu bảo nghe tới đây chống ngực đánh hơn chống làng bụng bảo giả nếu cuộc tra hỏi còn tiếp tục không chừng bà sẽ chốt mối hoài nghi lên đầu ta lại nghe bạch y ni nói ta đã biết kẻ hành thích ngươi là ai nhưng người đó không lấy được bốn pho kinh sách kia Thái hậu giật mình kinh hãi hỏi, tên thích khách đó không lấy cắp kinh sách ư? Ừ, thế thì, thế thì bốn pho kinh sách kia còn ai vào đây lấy cắp được? Thật là, thật là một vụ kỳ dị. Bạch y ni ngắt lời, người nói hay không là tùy ý ngươi. Thái hậu đáp, sư thái đã căm hận quân thát đát thấu xương mà lại pháp lực thông thần. Nếu vãn bối trao được vụ bí mật đó qua tay sư thái để một ảo nhân ra chủ trương đại cuộc ngõ hầu có ngày khai quật long mạch hoàng gia thất đát là một điều mà vãn bối mong còn không được, có lý đâu vãn bối lại còn giấu diếm và lại cả tám pho kinh sách đó có vào tay ai thì người đó mới tìm ra được long mạch. Hiện giờ một bộ đã về tay sư thái thì dù vãn bối có giữ bốn bộ kia cũng bằng vô dụng. Bạch y ni lạnh lùng hỏi trong lòng ngươi còn có chủ ý gì ta chưa thể đoán được mà cũng chẳng cần tra hỏi làm gì. Ta muốn biết ngươi là con gái mao văn long ở bi đảo thì tất nhiên có mối liên hệ sâu xa với thần long giáo có đúng thế không thái hậu ấp úng đáp không chẳng có mối liên quan nào hết trước nay về án bối chưa từng nghe ai nói đến nói đến thần long giáo bạch y ni trợn mắt nhìn mụ một lúc rồi nói thôi được bây giờ ta truyền cho ngươi phương pháp tán công hàng ngày ngươi theo phương pháp này đánh vào thân cây mỗi bữa ba lần sáng trưa và tối người đánh như vậy 9 lần 9 là 80 mét ngày liền là có thể làm tiêu tan được trường lực tàn độc của hóa kết miên trường. Thái hậu cả mừng, lại quỳ xuống khấu đầu tạ ơn. Bạch Y Ni liền đưa khẩu quyết truyền thụ cho Thái hậu và bảo mụ. từ nay trở đi, ngươi chỉ vận nội lực một chút để phóng trường đánh người là xương kết toàn thân lập tức bị nát vụn, ai muốn cứu cũng không được nữa thái hậu khẽ đáp giả nhưng mụ suy nghĩ tới việc tuy mình bảo tồn được tính mạng mà bị tước hết võ công thì cuộc đời cũng thành vô vị mụ nghĩ vậy nét mặt buồn thiêu mà không làm sao được bạch y ni phất tay áo một cái điểm vào mê huyệt trên người thái hậu rồi khẽ non các ngươi ra cả đây vì tiểu bảo và đào hồng anh từ phía sau giường bước ra vì tiểu bảo nói sư thái mụ này nói mười phần chỉ có ba phần là đúng sự thật còn đến bảy phần man trá không thể tin được. Bạch Y ni gật đầu đáp những điều bí mật ẩn giấu trong kinh sách, chẳng những chỉ liên quan đến long mạch của mà tổ bọn thát đát, mà còn ghi chỗ chứa kim ngân tài bảo, nhưng mụ cố ý không nhắc tới. Đào Hồng Anh lột chăn đệm lên mở hộp ngầm ở đầu giường ra thì chỉ thấy cất giấu rất nhiều châu báu cùng ngân phiếu, nhưng bốn bộ kinh sách quả nhiên không còn ở trong đó. Bạch Y ni nói thu lấy những châu báu cùng ngân phiếu này, ngày sau khởi nghĩa khôi phục Giang Sơn chỗ nào cũng cần dùng tiền bạc. Đào Hồng Anh gói châu báu cùng ngân phiếu vào một mảnh gấm đoạn đưa cho Bạch Y Nhi. Vì tiểu bảo lẩm bẩm ngụ điếm giả phen này bị một vụ tán tài lớn. Bạch Y Nhi nhìn Đào Hồng Anh nói, mụ này giả mạo Thái Hậu chắc còn có chuyện mưu đồ khác. Vậy ngươi tiếp tục ở lại trong cung, lén lút điều tra cho biết rõ. May ở chỗ võ công vụ bây giờ đã mất rồi, không còn gì đáng sợ nữa. Đào Hồng Anh vâng lời, nhưng đến lúc chia tay chủ cũ, trong lòng không khỏi cảm thấy bịn diện. Bạch Y Ni dắt vi tiểu bảo vượt tường ra khỏi hoàng cung trở về khách sạn. Bà mở kinh sách coi từng trang một, bao nhiêu kinh văn trong pho tứ thập nhị chương kinh này, người tu hành như bà dĩ nhiên đã thuộc từ đầu đến cuối. Bà thử đọc lại không thấy vấp váp sai chật một chữ nào. Bạch Y Ni lại cầm những trang sách dơ lên soi vào ngọn nến. Bà ngẫm nghĩ một lúc rồi dùng nước thấm vào mép bìa, khẽ lột ra từng lớp giấy thì thấy bên trong còn hai lớp da dê, xung quanh khâu lại bằng chỉ kim tuyến. Bà rút dây kim tuyến ra thì thấy phía trong lớp da là mười mấy miếng da dê rất nhỏ và mỏng dính. Vì tiểu bảo cả mừng reo lên, phải rồi, phải rồi, điều đại bí mật là cái này đây. Bạch y ni dài những màu da đó lên bàn thì thấy to nhỏ không đều, miếng vuông, miếng tròn, lại có những miếng hình tam giác hoặc hình lá ống trên da vẽ rất nhiều đường cong queo bằng mực đỏ và những văn tự mãn châu viết bằng mực đen nhưng bản đồ và văn tự đều bị rách nát tàn khuyết không được đầy đủ mười mấy màu da nát vụn lại không liên tiếp nhau khó biết đường mà giáp lại được vi tiểu bảo nói té ra trong mỗi bộ kinh sách đều cất giấu một ít da vụn này phải có đầy đủ tám bộ mới giáp lại được thành một bức địa đồ bạch y ni đáp chắc là đúng thế bà lại đặt những mảnh da vụn vào giữa hai lớp da dê dùng mảnh gấm bọc kinh sách lại cất vào túi áo. Hôm sau Bạch Y Ni dẫn Vi Tiểu Bảo ra khỏi kinh thành đi về hướng Tây đến núi Cẩm Bình, huyện Sương Bình để tào mộ. Nguyên mộ của Sùng Trinh Hoàng đế táng ở đây, phía trước lang tầm, cỏ dại mọc đầy, phong cảnh rất đỗi hoang lương. Bạch Y Ni khi đi đường không nói nửa lời, bây giờ bà không nhịn được phục xuống trước lăng mà khóc giống lên. Vi Tiểu Bảo cũng quỳ xuống dập đầu, bỗng cảm thấy ngọn cỏ bên mình lay động gã ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy hai ống quần màu lục. Ống quần màu lục này hàng ngày Vi Tiểu Bảo đã nhớ tới không biết bao nhiêu lần, mà ban đêm cũng nằm mơ có đến hàng trăm hàng ngàn lượt. Bây giờ đột nhiên gã trông thấy, chống ngực đánh thình thịch. Gã chỉ sợ đây là mộng ảo, trong lúc nhất thời không dám ngừng đầu nhìn lên. Bỗng nghe thanh âm rất trong trẻo cất lên, thế là ta chờ đợi không đến nỗi uổng công. Ta, ta chờ ngươi ở đây đã ba bữa rồi tiếp theo người đó buông tiếng thở dài nói thôi đừng thương tâm khóc lóc làm chi nữa đúng là thanh âm của nữ lang áo lục cô nói câu này bằng một giọng rất ôn nhu như rót vào tai vì tiểu bảo tưởng chừng như trời đất quay cuồng gã mừng rỡ cơ hồ phát điên ấp úng đáp giả dạ, giả dạ, cô nương chờ ta đã ba ngày ta không thương tâm gì nữa gã nói rồi đứng dậy liếc mắt nhìn thì đúng là nữ lang áo lục xinh đẹp phi thường có điều mặt cô đang ôn nu bỗng nhiên biến thành ngơ ngác rồi lập tức ra chiều phẫn nộ vì tiểu bảo lại nói ta cũng nhớ đến cô cực kỳ đau khổ gã chưa dứt lời bụng dưới bỗng đau nhói lên người gã bị hất tung ra phía sau xa hơn trưởng rồi té mạnh xuống đất vì tiểu bảo đã bị nữ lang áo lục đá một phát điếm người lại thấy cô cầm liễu diệp đao vông lên chém xuống đầu gã gã hết hoảng vội chầm người đi lại nghe đánh chát một tiếng nhát dao chém xuống đất, nữ lang toàn chém nữa, bạch y ni lớn tiếng quát dừng tay, nữ lang kêu một tiếng rồi khóc quả lên. Cô bỏ đao xuống nhảy vào lòng bạch y ni cất giọng thổn thức tên khốn kiếp này, chuyên môn khinh khi đệ tử. Sư phụ ơi, sư phụ giết hắn đi, vì tiểu bảo vừa kinh hãi vừa mừng thầm nghĩ bụng té ra cô là đồ lệ của dư thái. Hai câu vu, l rồi phải chăng cô nói với ta? Gã chìa bộ mặt đưa ma ra từ từ ngồi dậy, nghĩ thầm, câu chuyện đã đến thế này, ta chỉ còn cách dáng làm ra mặt hảo nhân. Hay hơn hết là làm cho sư thái nảy lòng từ bi, đứng ra gả nàng cho ta làm vợ. Gã liền đứng dậy tiến đến trước nữ lang áo lục xá dài nói, nếu tiểu nhân đã vô tình đắc tội với cô nương, cũng xin cô mở lượng hải hà mà tha thứ cho. Cô nương muốn đánh tiểu nhân thì cứ việc hạ thủ nữa đi. Tiểu nhân chỉ mong cô nương tha mạng cho. Nữ lang áo lục hai tay ôm lấy bạch y ni, không quay đầu ra vùng chân đá một cước phát đá này trúng vào hàm dưới vi tiểu bảo gã ối lên một tiếng rồi lại ngã lộn ngược về phía sau miệng gã rên hừ hừ nằm yên không ngồi dậy nữa bạch ini cất tiếng hỏi a kha sao ngươi chưa hỏi đầu đuôi vừa thấy mặt gã đã đá người ta hai phát giọng nói của bà có ý phiền trách vì tiểu bảo cả mừng nghĩ bụng té ra cô này tên gọi a kha thế là nay ta biết rồi gã đi với bạch y ni lâu ngày biết bà thích kẻ nào có thái độ kính cẩn ở trước mặt bà chịu lún chừng nào tết chừng ấy gã vội đá bạch sư thái cô nương đây đá tiểu tử hai phát là đáng lắm thực tình tiểu tử có lỗi lầm sư thái không nên phiền trách cô dù có đá tiểu tử hàng ngàn hàng vạn cước cũng là đáng kiếp gã nói tới đây đưa hai tay lên đỡ lấy hàm dưới nước mắt đầm đìa ra chiều đau đớn khôn tả đây không phải là gã giả vờ vì phát đá của nữ lang rất mạnh làm cho gã đau đớn cơ hồ không chịu nổi. A Kha nghẹn ngào nói, sư phụ ơi, tên tiểu hòa thượng khốn kiếp này đáng chết lắm. Gã, gã khinh nhờn đệ tử Bạch Y Ni hỏi, gã khinh khi ngươi bằng cách nào? A Kha đỏ mặt lên ngập ngừng đáp, gã, gã khinh mạn đệ tử nhiều lắm, nhiều lần lắm. Vì tiểu bảo nói, Bạch Sư Thái, trăm điều không phải ở nơi tiểu tử, tiểu tử đã hồ đồ lại võ công kém cỏi Hôm đó cô nương đây đến viếng chùa Thiếu Lâm. Bạch Y Nhi hỏi nữ lang, ngươi đến chùa Thiếu Lâm ư? Ngươi là con gái sao lại đến chùa Thiếu Lâm được? Vì tiểu bảo mừng thầm tự nhủ, té ra cô này đến chùa Thiếu Lâm không phải là đã vâng lệnh sư thái. Nếu vậy càng hay, rồi gã đỡ lời, không phải cô nương đây tự ý lên chùa Thiếu Lâm, một vị tỷ tỷ của cô muốn đi, cô không cản được đành phải nghe theo. Bạch Y Ni hỏi sao ngươi biết rõ thế tương đương Vi Tiểu Bảo đáp hồi ấy Tiểu Tử vâng lệnh Tiểu Hoàng Đế lên chùa Thiếu Lâm xuất gia thay y Tiểu Tử còn thấy một vị cô nương nữa lên chùa cô nương đây theo sau tỏ ra rất miễn cưỡng Bạch Y Ni quay lại hỏi có phải e Kỳ dẫn ngươi đi không A Kha đáp giả đúng thế Bạch Y Ni hỏi thế rồi làm sao A Kha đáp bọn hòa thượng chùa Thiếu Lâm rất hung dữ chúng nói là theo quy củ. Đàn bà con gái không được vào chùa này." Vì tiểu bảo liền nói theo, "Dạ, dạ, quy củ này thật rắc rối, tại sao lại không cho nữ thí chủ vào chùa? Đức quan Thế Âm Bồ Tát chẳng là nữ nhân đấy ư?" Hồi 118, Mê người đẹp hết lòng hầu hạ. Bạch Y Ni lại hỏi, "Thế rồi sao nữa?" Vì tiểu bảo trò vào A Kha đác cô nương đây nói, "Người ta đã không cho lên chùa thì mình quay về thôi." Nhưng bốn tên chi khách tăng ở chùa thiếu lâm rất vô lễ, buông lời càn rỡ đắc tội với hai vị cô nương mà võ công họ lại kém lắm. Bạch y ni nhìn A-Kha hỏi, các người cùng người động thủ hay sao? Vì tiểu bảo đỡ lời, điều lầm lỗi hoàn toàn ở nơi chi khách tăng. Chính mắt tiểu tử đã trông thấy, bọn chúng giơ tay đầy hai vị cô nương. Sư thái thử nghĩ coi, hai vị cô nương cành vàng lá ngọc thì những bàn tay dơ bẩn của bốn tên hòa thượng sao lại đụng vào các cô được. Dĩ nhiên hai cô nghiêm mình né tránh, bốn tên hòa thượng liền hùng hồ động thủ động cước, nhưng khác nào đấm đá vào cột đá, không khỏi bị một phen đau đớn. Bạch y ni hắng rằng một tiếng rồi hỏi, võ công chùa thiếu lâm đứng đầu võ lâm, có lý nào lại kém cỏi như vậy? A kha, lúc ngươi động thủ đã dùng những chiêu thức gì? A kha không dám giấu giếm, cúi đầu xuống nói nhỏ, kể lại với bà. Bạch y ni hỏi, các ngươi đánh té cả bốn nhà sư thiếu lâm ư? A Kha liếc mắt nhìn Vi Tiểu Bảo đắc gã này nữa là năm tên. Bạch Y ni hỏi các ngươi thiệt là lớn mật, dám lên chùa Thiếu Lâm đánh gãy chân tay năm vị hòa thượng của người ta thì đáo để quá. Bà liếc cặp mắt sáng như điện ngắm toàn thân cô. A Kha sợ quá sắc mặt lợt lạc. Bạch Y ni thấy ở cổ nữ lang còn một vệt đỏ liền hỏi có phải vết thương này do một tay cao thủ ở chùa Thiếu Lâm gây ra không? A Kha ngập ngừng đáp không, không phải gã, gã. Cô quay lại lườm vi tiểu bảo một cái rồi đột nhiên hai má cô đỏ ửng, nước mắt chảy quanh. Cô đã gã làm nhục đệ tử, đệ tử, đệ tử, tự đâm đao vào cổ mình, nhưng, nhưng không chết. Bạch Kinh Ni lúc ban đầu nghe nói đệ tử mình lên quê nhiễu chùa Thiếu Lâm, lộ vẻ tức giận, nhưng bây giờ bà thấy vết thương chạy dài trên cổ cô liền này lòng xót thương, dịu giọng hỏi, gã làm nhục ngươi thế nào? A à, kha, quẹ, một, rồi khóc quà lên vì tiểu bảo nói sự thực là lỗi ở tiểu tử tiểu tử nói năng chẳng có bề bậc lại không thứ tự cô nương đây nắm lấy tiểu tử tiểu tử sợ quá lại nghe cô nói muốn móc mắt tiểu tử dù đó chỉ là lời ham dọa chứ không phải chuyện thực nhưng tiểu tử là kẻ hèn nhát vô dụng cũng sợ bờ vía hai tay vừa đánh vừa chụp loạn xa ngô vì không cẩn thận một chút đụng vào người cô tuy đó chỉ là sơ ý nhưng cũng không thể trách cô nương nổi giận A Kha mặt đỏ bừng lên, vừa tức giận vừa đau khổ. Bạch Inni đã hỏi những chiêu số lúc động thủ, bà hiểu rõ sự tình liền nói, đó là gã vô tâm, người chẳng nên coi đó là sự thực. Bà khẽ vỗ vai cô, cất giọng hiền hòa nói tiếp, gã còn là đứa trẻ nít mà lại là, một tên thái giám thì có cần gì, người đã dùng chiêu nhu yến quy xào bẻ chật hay tay gã để trừng phạt là quá rồi. A Kha nước mắt chạy quanh bụng bảo giả, gã đâu phải là đứa con nít gã đã đến kỹ viện làm đủ cho tồi bài, tuy cô nghĩ vậy nhưng không dám nói ra miệng chỉ sợ sư phụ hỏi vặn điều tra ra vụ mình cùng sư tỷ tìm đến kỵ viện đánh ngươi trong lòng nóng nảy bồn chồn cô lại khóc quả lên vì tiểu bảo quỳ xuống đất dập đầu lia lịa nói thưa cô nương nếu trong lòng cô hãy còn buồn bực thì hãy đá tiểu nhân thêm mấy cước cho hà giận a kha rậm chân vừa khóc vừa nói ta không thèm đánh ngươi nữa vì tiểu bảo vung tay lên tát L, bốp bốp, và mặt mình luôn mấy cái, vừa tát vừa non, tiểu nhân thật đáng chết, tiểu nhân thật đáng chết. Bạch y ni trao mày nói, vụ này không phải lỗi ở ngươi. A-Kha, à, chúng ta không nên khinh người Thái quá. A-Kha à, nghẹn ngào nói, gã khinh khi đệ tử, bắt đệ tử giam trong chùa không buông tha. Bạch y ni kinh hãi hỏi, có chuyện đó ư, vì tiểu bảo đáp, dạ, dạ, đó là lỗi ở tiểu tử. Tiểu tử biết mình không phải, muốn chuộc lại lỗi lầm nên mời cô lên chùa. Tiểu tử nghĩ rằng vụ này chỉ vì cô nương đây muốn đến viếng cảnh chùa thiếu lâm mà xảy ra. Các sư sãi trong chùa không để cô vào, trách nào cô chẳng nổi giận. Tiểu tử, tiểu tử lớn mật mời cô vào bát nhã đường thường ngoạn và kêu một vị lão hòa thượng bồi tiếp để cô nương khuây khoa. Bạch y ni hỏi, nói bậy, cả hai đứa con nít đều làm nhộn, làm gì có lão hòa thượng nào. Vì tiểu bảo đáp chính là trừng quan đại sư, thủ tọa bát nhã đường. Sư Thái đã quá chiêu với lão ở chùa Thanh Lương trên ngũ Đài Sơn. Bạch y ni gật đầu nói, vị đại sư đó võ công khá lắm. Bà lại vỗ vai A-Kha nói tiếp. A-Kha, trừng quan đại sư võ công đã cao thâm, lại tuổi tác giả nua. Tiểu bảo mời lão bồi tiếp ngươi là trịnh trọng lắm rồi, có làm gì khuất tất ngươi đâu. Không nói tới nói lui về vụ này nữa. A Kha mắng thầm trong bụng thằng quỷ sứ này thật là tệ hại, đốn mạt, Nhưng có nhiều điều không tiện nói ra. Nếu sư phụ căn vặn thì sư tỷ và ta cũng lâm vào nhiều chỗ lỗi lầm. Cô ấp úng, sư phụ ơi, sư phụ có điều chưa hiểu. Gã, gã, Bạch In Nhi không lý gì đến cô nữa, chỉ đăm đăm nhìn vào phần mộ của Sùng Trinh Hoàng Đế mà ngơ ngẩn xuất thần. Vì Tiểu Bảo nhìn A Kha lắc đầu lè lõi làm trò ba bị nhát trẻ con. A Kha tức hầm hầm lườm gã một cái, vì tiểu bảo thấy lúc cô tức giận cũng xinh đẹp không bút nào tả xiết, trong lòng rất vui sướng, gã ngồi xuống một bên, mắt nhìn người đẹp không chớp. Gã ngắm nghía từ đầu xuống đến gót chân, đầu tóc, da rẻ, lông mày cô đã đẹp, cả ngón tay út cũng xinh xắn, tưởng chừng tạo hóa đem hết bao nhiêu cái hay cái đẹp trong hoàn vũ đúc nên con người tuyệt mỹ như vậy. A Kha lé mắt nhìn Vi tiểu bảo, thấy gã ngó mình chân chân, bất giác cô đỏ mặt lên kéo tay áo Bạch Y Ni nói, sư phụ ơi, gã, gã hào háo ngó đệ tử. Bạch Y Ni, hứ, một tiếng chứ không trả lời. Trong lòng bà đang mải nghĩ về tình cảnh trong cung ngày trước, câu nói của A Kha bà chẳng đề vào tai, tựa hồ không nghe tiếng. Ba người ngồi trong tình trạng này cho tới lúc mặt trời đã xế về Tây. Bạch Y ni trong lòng biện dịn không nỡ rời khỏi phần mộ phụ thân vì tiểu bảo lại mong hoàn cảnh này cứ kéo dài 10 ngày hay nửa tháng cho bỏ lúc nhớ nhung người đẹp. Gã chỉ cầu được nhìn A Kha, vĩnh viễn không ăn uống gì cũng được. A Kha bị gã giò ngó thấy khó chịu quá, tuy cô không quay lại nhìn cũng biết cặp mắt diều hâu của gã đang ngó mình chằm chằm. Lòng cô đầy hổ thẹn, lúc bồn chồn, lúc lại căm hận, bụng bảo ra tên tiểu ác nhân này hoa ngôn xảo ngưỡng không hiểu gờ á đã lừa dối thế nào mà sư phụ mình lại bênh gã chằm chặp. Ta lừa lúc nào không có sư phụ, nhất định phải giết gã mới nghe. Đành chịu để lão nhân ra trách phạt dữ dội một phen, không thể để gã làm nhục ta mãi thế này được. Sau một lúc lâu nữa, trời chạng vạng tối, Bạch Y Ni buông tiếng thở dài đứng dậy nói, chúng ta đi thôi, đêm hôm ấy ba người vào ngủ trọ tại một nông gia. Vì tiểu bảo biết Bạch Y Ni tính ưa sạch sẽ khi sắp ăn cơm gã đem đũa chén rửa bằng nước nóng cho hai người dùng cây sập ngồi cũng lau thật sạch bàn ăn không để dính một chút bụi bặm gã còn quét tước gian phòng của hai người nằm sạch như chùi bạch y ni lẩm nhẩm gật đầu nghĩ bụng thằng nhỏ này lanh lẹ mà cần mẫn ta đem gã đi theo được rất nhiều phương diện nên biết bà sinh trường ở chốn thâm cung từ thuở nhỏ bà được bọn cung nữ cùng thái giám phục thị quen rồi sau khi gặp cơn quốc biến bà phải lưu lạc giang hồ. Tuy bà được dị nhân truyền thụ võ công đến trình độ siêu phàm nhập thánh, nhưng những cách ẩm thực sinh hoạt hàng ngày của bà trong chốn giang hồ không thể nào bì với đời sống khi còn là công chúa tại Hoàng Cung. Một đằng vi tiểu bảo đã làm thái giám lâu ngày, am hiểu sâu xa những điều ưa thích hay ghét bỏ của một vị công nương, trách nào gã chẳng làm vừa lòng bạch y nghi một cách rất khôn ngoan. Huống chi gã lăm le lấy nữ lang áo lục làm vợ càng tận tâm kiệt lực chiều chuộng bà để lấy lòng, khiến bà được hưởng chút an lạc như hồi làm công chúa trước kia. Bạch Y Ni đã xuất gia tu hành, dĩ nhiên bà chẳng để tâm đến những mùi hào hoa phú quý của người trần tục, nhưng công cách sinh hoạt theo thói quen của con người mười mấy năm trời ở chốn cung cấm đã ăn sâu vào trí não, không mài sạch được nữa. Dù bà chẳng mong trở lại làm công chúa, nhưng được vi tiểu bảo thị phụng chẳng khác một bậc công nương bà cũng cảm thấy trong lòng khoan khoái vô hạn. Ba người ăn cơm tối xong, Bạch Y Ni lại hỏi A Kha về vụ A Kỳ lặp lõng nơi nào. A Kha đáp từ ngày bọn đệ tử ở chùa Thiếu Lâm bị thất tán mỗi người một ngả cho đến ba ớ giờ, đệ tử chưa gặp lại A Kỳ Sư tỷ lần nào. Đệ tử e rằng, e rằng y đã bị gã giết chết rồi. Cô vừa nói vừa mím môi trợn mắt nhìn thẳng vào mặt vi tiểu bảo, ra chiều căm phẫn đến cực điểm. Vì tiểu bảo vội giải thích khi nào có chuyện đó, tiểu tử thấy A Kỳ cô nương đi theo Cát Nhĩ Đan Vương tử của xứ Mông Cổ, lại có bọn Lạt Ma ở Tây Tạng và một tên tổng binh thủ hạ của Ngô Tam Quế nữa. Bạch In Ni nghe nói tới Ngô Tam Quế, nhãn quang bà lộ vẻ phẫn nộ đến cùng cực bà tức giận hỏi, tại sao y, y lại đi theo bọn người chẳng có liên quan với mình? Vì tiểu bảo đã, lúc bọn kia đến chùa Thiếu Lâm, tiểu tử thấy cả A Kỳ cô nương ở trong đó, chắc là lúc cô ở trong chùa đi ra gặp bọn chúng rồi theo họ. Bạch Sư Thái, Sư Thái muốn kiếm A Kỳ cô nương thì tiểu tử xin đi theo, có thể tìm cô một cách dễ dàng. Bạch Y Nhi hỏi, tại sao vậy? Vì tiểu bảo đá tiểu tử đã nhớ mặt bọn người Mông Cổ, bọn Lạt Ma ở Tây Tạng và cả bọn quan quân ở Vân Nam. Chỉ cần gặp một tên là công việc hỏi dò tin tức của A Kỳ cô nương chẳng khó khăn gì. Bạch Y Nhi nói, hay lắm, Vậy ngươi đi theo ta để kiếm y. Bạch y ni cả mừng nói. Đa tạ sư thái. Bạch y ni lấy làm lạ hỏi. Ngươi đi làm việc giúp ta. Đáng lý ta cảm ơn ngươi mới phải. Sao ngươi lại tạ ơn ta? Vì tiểu bảo đáp. Mỗi khi tiểu tử được theo hầu sư thái là trong lòng khoan khoái vô cùng. Tiểu tử chỉ mong vĩnh viễn được kề cận sư thái. Bằng không thế thì được ngày nào cũng hay ngày ấy. Bạch y ni hỏi. Thật thế ư? tùy bà thu hai cô A kỳ. A Kha làm đồ đệ, nhưng hàng ngày bà đối với đệ tử lạnh như băng xương hai cô đối với bà một lòng kính sợ chẳng bao giờ dám thổ lộ tâm tình đâu có được như vi tiểu bảo hoa ngôn xảo ngữ ăn nói ngọt ngào tuy bà bản tính nghiêm khắc nhưng nghe những câu nói hoạt bát của gã cũng lọt tai và cảm thấy trong lòng khoan khoái bất giác trên môi bà hé lộ một nụ cười a à kha ngập ngừng xen vào thưa sư phụ gã gã chẳng tử tế gì đâu Cô biết vì tiểu bảo sở dĩ nhiệt tâm giúp sư phụ cô đi tìm sư tỷ chỉ vì muốn theo dõi cô. Gã nói những gì, được theo hầu sư thái là trong lòng khoan khoái vô cùng, và, vĩnh viễn được kề cận sư thái. Nhưng thực ra trong tâm ý gã chẳng phải vì sư thái mà vì cô. Hai chữ sư thái ở cửa miệng gã phải đổi thành hai chữ A Kha mới đúng. A Kha không dám nói nữa, đành cúi đầu vâng dạ. Vì tiểu bảo sung sướng như mở cờ trong bụng. Gã tự nhủ, ta phải tận tâm kiệt lực làm nên một vài đại sự cho sư thái, thì việc lấy A Kha mười phần hy vọng đến 89. Hôm sau, ba người đi xuống phía nam để dò hỏi tin tức của A Kỳ xem cô lặp lõng nơi đông. Dọc đường, Vi Tiểu Bảo phục thị hai người rất chu đáo. Tuy trong lòng gã say mê A Kha mà bề ngoài không dám liều lĩnh hở ra thái độ khinh bạc. Gã nghĩ bụng, nếu ta để lộ tâm tình cho Bạch Y Ni phát giác thì thật là hỏng bét a à, kha thủy trung vẫn chưa nói với gã một câu nào ngọt ngào cô còn nhân lúc vắng bạch y ni lại đá gã một cước hay đấm một quyền cho bỏ ghét vì tiểu bảo chỉ cần được gần gũi cô là trong lòng khoan khoái lắm rồi dù thỉnh thoảng gã có bị cô đánh nhưng gã cũng vui lòng hứng chịu ban đêm gã nằm trên giường suy nghĩ về những tình trạng đấm đá của người đẹp chẳng những gã không thấy gì đau đớn mà còn có cảm giác êm ái vô cùng một hôm sắp đến thương châu ba người vào trọ trong một tiểu khách điếm vì tiểu bảo ra chợ kiếm những rau tươi về làm cơm chay cho bạch ini gã tòng tả cầm hai cân rau cải trắng và nửa cân dưa khô chạy về gã thấy yễu kha đứng chơi ngoài cửa khách điếm liền cười hỉ hả tiến lại móc trong bọc ra một gói mứt mai côi đưa cho cô nói a kha cô nương tại hạ định ra chợ mua cho cô một gói kẹo không ngờ ở thị trấn nhỏ bé này mà cũng có thứ mứt rất ngon lành a kha không đón lấy lại còn nguyết gã đáp mứt ngươi mua túi lắm ta không thèm ăn vì tiểu bảo năn nỉ xin cô nương ăn thử một trái thật là ngon ngọt lắm gã đã từng dòm ngó biết a kha thích ăn vặt nhưng bạch y nhi không cho cô tiền để tiêu vặt thỉnh thoảng bà mua cho cô một gói nhỏ kẹo bánh là cô ngồi ăn có vẻ ngon lành vì thế gã mua gói mứt để vành cạnh lấy lòng cô a kha đáp mứt thì ta không thích ăn hiện giờ sư phụ đang ngồi ở trong phòng xem chừng lão nhân ra mấy giờ nữa mới ra ngoài ta chẳng có việc gì buồn quá ở đây có chỗ nào phong cảnh thanh nhã tĩnh mịch ít người qua lại thì ngươi dẫn ta thưởng ngoạn vì tiểu bảo nghe mấy câu này không tin ở tai mình máu nóng trong người gờ á chạy dần dần mặt gã đỏ lên hỏi cô nương có phải cô nương gạt tại hạ không a à, kha đáp ta gạt ngươi làm chi ngươi không muốn theo thì ta đi một mình cũng được dứt lời cô chờ gót nhầm con đường nhỏ phía đông mà đi. Vì tiểu bảo vội nói, đi lắm, đi lắm, sao lại không đi, cô nương bảo tại hạ nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, tại hạ cũng chẳng trong mày. Gã vừa nói vừa chạy theo A Kha, hai người ra khỏi thị trấn, A Kha trỏ tay về phía tòa núi nhỏ cách trường mấy dặm ở mé đông nam, cô nói, đến đó thưởng ngoạn phong cảnh rất đẹp. Vì tiểu bảo sung sướng như bắt được vàng, vội đáp, dạ dạ hai người đi theo đường sơn đảo tới một trái núi nhỏ. Trên tòa tiểu sơn này, tùng mọc rất nhiều, thật là một nơi quạnh quẽ, không người qua lại mà phong cảnh cũng chẳng có gì đáng thưởng ngoạn. Nhưng đối với Vi Tiểu Bảo, lúc này thì dù phong cảnh xấu xa hiểm ác đến đâu cũng là nơi sơn thủy hữu tình. Huống chi gã là con người tục tiểu nhất trong hạng người thô tục. Phong cảnh sinh tươi hay tàn tạ đối với gã chẳng có gì khác nhau gã nhìn phong cảnh nức nở khen nơi đây quả là danh thắng chẳng kém gì đào nguyên tiên cảnh a à, kha hỏi có gì xinh đẹp đâu ta chỉ thấy loạn thạch ngổn ngang cây cối bừa bãi khó chịu muốn chết vì tiểu bảo đáp dạ dạ đúng thế kể ra phong cảnh nơi đây chẳng có gì là ngoạn mục a à, kha hỏi vậy mà ngươi u l bảo nơi đây chẳng khác chi đào nguyên tiên cảnh là nghĩa làm sao vì tiểu bảo cười đáp chính phong cảnh không có chi là đáng kể nhưng được dung mạo của cô nương ánh vào thành ra vô cùng tươi đẹp trên núi tuy chẳng có lấy một bông hoa mà tướng mạo của cô nương còn đẹp hơn trăm hoa đua nở. đầu non không một tiếng chim kêu mà thanh âm cô còn lọt tai hơn cả oanh vàng diếu rít a à kha hắng dặn một tiếng rồi nói ta kêu ngươi ra đây chẳng phải để nghe ngươi tán hưu tán vượn mà là để bảo cho ngươi hay có đường có nẻo thì tránh cho xa từ nay trở đi cấm ngươi không được nhìn mặt ta, nếu ta còn trông thấy ngươi nhất định ta sẽ móc tròng mắt ngươi ra đó. Vì tiểu bảo cụt hứng, trái tim chìm hẳn xuống, gã sơ bộ mặt đưa ma ra năn en eo, thưa cô nương, từ nay về sau tiểu tử không dám đắc tội với cô nương nữa. Xin cô nương nhiêu dung cho tiểu tử, a à, kha đã, được rồi, ta sẵn lòng buông tha ngươi, bữa nay ta không giết ngươi tức là nhiêu dung rồi đó cô xoay tay ra sau lưng rút thanh liễu diệp đao đánh soạt một cái rồi nói tiếp ngươi lằng nhằng theo ta trong lòng lúc nào cũng giữ ý niệm tồi bại ngươi tưởng ta không biết hay sao ngươi còn làm nhục ta như vậy thì chẳng thà ta ta đành chịu cho sư phụ đánh mắng hàng trăm ngàn lần mà phải giết ngươi cho bằng được ngươi đã nghe rõ chưa vì tiểu bảo thấy đao quang lấp loáng nghĩ ngay tới tính tình cương liệt của cô biết là cô không nói đùa liền đáp sư thái ra lệnh cho tiểu tử cùng đi với lão nhân ra để tìm kiếm a kỳ cô nương vậy sau khi thấy y rồi tiểu tử không đi theo cô nữa là xong a khá kha lắc đầu nói không được chẳng cần có người chúng ta cũng tìm ra được sư tỷ y nào phải đứa con nít lên ba mà không biết đường tìm về cô vung đao lên không chém dứ một đòn đao quang rít lên vù vù cô lớn tiếng quát người không cút đi thì đừng trách ta vô tình vì tiểu bảo cười đáp trước nay cô nương đối với tiểu tử vốn rất ư vô tình cái đó cũng không sao a kha tức giận rít lên đến bây giờ mà ngươi còn lớn mật dám dở giọng phong tình ư cô nhảy sổ lại vung đao chém xuống đầu vi tiểu bảo vì tiểu bảo khiếp sợ vội vàng né tránh a kha lại quát hỏi người có cút hay không thì bảo vì tiểu bảo nhăn nhở cười đáp dù cô nương có phanh thây tiểu tử ra làm muôn đoạn tiểu tử biến thành quỷ rồi cũng nhất định bám sát cô nương a kha phẫn nộ đến cùng cực cô vung đao veo véo chém liền ba chiêu may mà những chiêu số này cô đều đã thi triển ở bát nhã đường chùa thiếu lâm và trừng quan hòa thượng đã nhất nhất nghĩ ra cách chiết dài vì tiểu bảo đã được trừng quan chỉ điểm nên gã tránh được hết a kha đâm chém vì tiểu bảo chưa trúng được đao nào lại càng căm tức không biết đến thế nào mà kỳ thanh liễu diệp đao ở trong tay cô phóng ra những chiêu thức mỗi lúc một cấp bách và hiểm độc. Vì tiểu bảo cảm thấy những chiêu sau này khó lòng né tránh. Gã đành rút cây trùy thủ ra vung lên, bỗng nghe đánh choang một tiếng, thanh liễu diệp đao đã bị trùy thủ chặt đứt thành hai đoạn. A Kha vừa kinh hãi vừa tức giận, mua tít khúc đao gãy đâm chém loạn xà ngồng. Vì tiểu bảo thấy thanh đao cụt của đối phương ngắn quá, gã không dám dùng đến trùy thủ để đón đỡ nữa vì sợ mình võ công kém cỏi chỉ lỡ tay một chút là thanh trùy tù sắc bén đưa tính mạng người đẹp vào đất chết gã tranh né mấy chiêu nữa rồi co giò chạy xuống núi a kha cầm thanh đao gãy rượt theo vừa rượt vừa la người phải cút cho xa thì ta mới không giết ngươi cô thấy vì tiểu bào chạy về phía thị trấn trong lòng nóng nảy nghĩ thầm Thằng lòi đê tiện kia mà chạy về khóc lóc cao tố với sư phụ ta thì vụ này không yên được cô vội đề khí rượt theo định đón đầu ngăn cản gã nhưng bạch y ni chỉ dạy cô về chiêu thức võ công còn về nội công tâm pháp thì bà chưa truyền thụ vì thế nội lực của cô cũng tương tự như nội lực của của vi tiểu bảo chẳng hơn kém gì nhau nên thủy chung cô vẫn không đuổi kịp a kha thấy vi tiểu bảo chạy vào khách điếm trong dạ càng bồn chồn cơ hồ phát khóc cô liền tự nhủ nếu sư phụ trách phạt ta đành đem những lời gã trêu cợt kể cho lão nhân ra nghe cô tu thanh đao cụt lại từ từ bước vào khách điếm, nhưng vừa tới cửa phòng thì đột nhiên một luồng kinh lực từ bên trong xô ra rất mãnh liệt, đẩy cô loạn trọng lùi ba bước rồi té ngồi xuống đất. Hồi 119, giết địch nhân cứu nguy sư thái. A Kha cảm thấy dưới đất là một đống mềm mại, thì ra cô đã ngồi lên mình một người khác. Cô nóng nảy muốn đứng dậy, liền xoay tay mặt đặt xuống thì bàn tay đè đúng vào mặt người kia. Trong lúc bối rối không kịp suy nghĩ, Cô đứng thẳng người lên quay đầu nhìn lại, thì người nằm dưới đất chính là Vi Tiểu Bảo. A Kha giật mình kinh hãi, quát hỏi: người làm gì?" Cô chưa dứt lời đột nhiên hai đầu gối nhũn đứng không vững, lại té xuống trúng vào người Vi Tiểu Bảo. Lần này cô nằm úp sấp, bật tiếng la hoảng: "Không, không, người cô đã ngã vào lòng gã, bốn mắt đối nhau chỉ cách có mấy tấc." A Kha rất đỗi bồn chồn, chỉ sợ tên tiểu ác nhân hôn vào mặt mình cô hấp tấp muốn đứng lên mà chẳng hiểu tại sao toàn thân không còn chút hơi sức. Cô đành quay đầu đi, hối hả dục mau đỡ ta dậy, vì tiểu bảo đáp tiểu tử cũng không còn chút khí lực nào, biết làm sao bây giờ. Một cô gái xinh đẹp như thiên tiên nằm phục trên người gã, khiến lòng gã khoan khoái cơ hồ phát điên. Gã tự nhủ, đừng nói ta không còn hơi sức, mà dù ta có khỏe như voi cũng chẳng khi nào đỡ nàng dậy đây là nàng tự té xuống đè lên ta thì trách ta sao được. A à, Kha vội nói, sư phụ đang bị địch nhân vây đánh, phải mau mau nghĩ cách gì trợ lực. Nguyên cô vừa tới cửa phòng đã ngó thấy Bạch Y Ni đang ngồi xếp bằng dưới đất tay trái bà phóng trường, tay mặt phất tay áo để kháng cự với địch nhân. Địch nhân là những ai, cô chưa nhìn rõ, chỉ biết không phải một người. Cô toàn nhìn kỹ lại thì đột nhiên bị một luồng kình phong từ trong phòng xô ngã. Vì tiểu bảo về trước cô mấy bước cũng gặp tình trạng này Gã đang khoa chân bước qua cửa liền bị luồng kình phong hất ngã xuống đất A Kha đổi tới nơi liền bị xô té đè lên người gã Tuy vì tiểu bảo đít dập xuống đất đau quá Lại bị A Kha từ trên không rớt xuống đè lên khiến cho ngực bụng cũng đau đớn ê ẩm Nhưng trong lòng gã hoan hỉ vô cùng Gã chỉ mong tiểu mỹ nhân vĩnh viễn nằm phục trên lòng mình Đừng bao giờ đứng dậy nữa Còn vụ Bạch Y Ni đang chiến đấu với địch nhân gã chẳng quan tâm chút nào gã nghĩ rằng bà công lực thông thần thì dù địch nhân lợi hại đến đâu cũng chẳng làm gì được a kha tay mặt trống xuống trước ngực vi tiểu bảo từ từ đứng dậy cô hít mạnh một hơi chân khí cố gắng đứng lên được cô tức giận mắng ai bảo ngươi nằm đây để ta vướng chân vấp ngã hiển nhiên cô biết rõ vi tiểu bảo cũng gặp trường hợp như mình bị luồng tình lực hất té chứ nào phải gã tự ý nằm đó nhưng tình trạng vừa rồi khiến cô bẽ mặt quá không nhịn được mà phải nổi nóng quát mấy câu cho đỡ thẹn vì tiểu bảo đáp giả 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 tỉ tiểu tử biết trước là cô nương té xuống đây thì tiểu tử đã bỏ ra xa ba thước mới phải không được ba thước chưa đủ nếu chỉ lê đi ba thước thì cô nương nằm xuống bằng đầu với tiểu tử lại càng bất lịch sự a à kha tức quá bĩu môi một cái Cô băn khoăn về vụ sư phụ đang chiến đấu với địch nhân liền đưa mắt ngó vào trong phòng thì thấy Bạch Y Ni vẫn ngồi dưới đất vừa phát trường vừa phất tay áo nghênh địch. Bọn địch nhân đang vây đánh Bạch Y Ni cô liếc mắt ngó thấy là năm tên lạt ma đều mặc áo đỏ. Tên nào cũng phóng trường lực thần tốc và mãnh liệt phi thường để tấn công, nhưng đều bị trường lực của Bạch Y Ni bức bách phải tựa lưng vào vách ván ở trong phòng, chứ không tiến gần lại được. A Kha tiến thêm một bước để nhìn cho kỹ ngoài năm người cô đã trông thấy còn một tên nữa nhưng a kha vừa cất bước liền cảm thấy luồng kình phong đè lên người rất nặng nề cơ hồ hơi thở không thông cô đành lùi lại hai bước như vậy đã rõ nội lực của bọn địch nhân thật là ghê gớm a kha quay lại đá vì tiểu bảo một cước hỏi ô hay sao ngươi còn chưa đứng dậy ngươi thử coi xem bọn địch nhân là người ở phe phái nào vì tiểu bảo chống tay vào bức vách ở phía sau gắng gượng đứng lên gờ á nhìn rõ tình trạng trong phòng rồi đã, sáu tên lạt ma kia đều là hạng tồi bại. Gã đứng bên cạnh A Kha, trông rõ cả tên lạt ma thứ sáu, A Kha tức mình gắt lên, ngươi dường lời làm chi, ai chả biết chúng là quân tồi bại, hà tất ngươi còn phải nói. Vì tiểu bảo cười đáp là người tồi bại hay không khó mà xác định được, tỷ như tiểu tử vốn là hảo nhân mà cô nương khăng khăng một mực bảo là quân tồi bại gã ngừng lại một chút rồi tiếp sáu lạt ma kia lớn mật dám động thủ với sư thái thì chúng còn tồi bại hơn tiểu tử nhiều a kha trợn mắt lên nhìn vi tiểu bảo nói hư ta coi chừng ngươi là đồng bọn với chúng sáu tên lạt ma đó do ngươi dẫn đến để ra hại sư phụ vì tiểu bảo đáp tiểu tử kính trọng sư thái cũng như kính trọng đức bồ tát và kính trọng cô nương cũng như kính trọng một nàng tiên nữ khi nào còn mưu đồ ra hại a kha ngưng thần chú ý nhìn tình trạng trong phòng Đột nhiên cô la lên một tiếng, úi cha, vì tiểu bảo nhìn theo vào trong phòng thấy sáu tên lạt ma đều tay cầm dưới đao lăm le xông vào đâm chém, nhưng chúng bị trưởng lực cùng tụ phong của bạch y ni cản trở không tới gần được. Trên đầu bạch y ni đã bốc lên những tia bạch khí, xem chừng bà mỏi mệt lắm rồi bà chỉ có một cánh tay lại một mình đấu với sáu tên lạt ma tay cầm binh khí. Nếu cuộc đấu kéo dài tất bà không chống nổi, vì tiểu bảo muốn vào trợ lực nhưng biết mình võ công kém cỏi, tiến vào phòng cũng không được. Gã cho là nếu bò sát đấn tiến vào cũng chỉ khiến Bạch Y Ni phải phân tâm chiếu cố cho gã thì gã muốn giúp bà mà lại làm bà hoang mang thêm. Trong lòng nóng này, Vi Tiểu Bảo chợt nhìn thấy ở góc tường có một cây chổi quét nhà liền chạy lại cầm lấy. Gã đứng nép vào bên cửa đưa chổi quét vào mặt tên lạt ma đứng gần cửa nhất. Gã tưởng làm như vậy là tên lạt ma này phải rối loạn tâm thần, không phát huy nội lực được đầy đủ để chống đỡ và sẽ bị trường lực của Bạch Y Nhi làm chấn động kinh mạch mà chết. Ngờ đâu gã vừa đưa trổi vào, bỗng nghe một tiếng quát lớn. Trong tay nhẹ bỗng, đầu trổi quét đã bị lạt ma chém đứt. Tiếp theo, luồng kinh phong từ trong phòng xô ra quét vào mặt gã làm cho gã đau đớn khôn tả. A Kha vội nói, ngươi làm trò dối thế này, không ăn thua gì. Vì tiểu bảo tựa lưng vào vách ván bên cửa phòng, cảm thấy chấn động, tưởng chừng vách ván bốn mặt đều bị đao phong và trường lực xô đẩy làm sập đến nơi. Gã chợt động tâm cơ, nhìn kỹ những chỗ sáu tên lạt ma đứng tựa vào. Ngửa á bèn vòng ra bên ngoài, nhắm đúng chỗ tên lạt ma vừa chặt đứt cây chổi đứng tựa vào, rút chùy thủ phóng qua lần vách ván đâm vào. Lưỡi chùy thủ này sắc bén vô cùng, mà vách ván chỉ dày có một tấc, lưỡi chùy thủ xuyên qua dễ dàng như thái đầu, đâm sâu vào sau lưng tên lạt ma tên lạt ma này rú lên một tiếng kinh khủng rồi té xuống, không hiểu vì sao mà mình mất mạng, vì tiểu bảo đứng ngoài nghe tiếng rú biết mình hạ thủ thành công. Gã lại tiến tới phía sau tên lạt ma thứ hai và phóng chỉ thủ đâm hắn chết rũ xuống. Chỉ trong nháy mắt, gã dùng cách này hạ sát liên tiếp bốn tên lạt ma. Lưỡi đao chỉ thủ rất ngắn đâm thấu qua sau lưng mà không xuyên ra tới trước ngực. Vì thế mỗi tên lạt ma bị chúng đao chết rồi ngã lăn ra mà những tên còn lại trong phòng chẳng hiểu vì duyên cớ gì mà đồng bọn bị uổng mạng hai tên lạt ma còn sống thấy vậy hồn vía lên mây nhảy vọt ra cửa toan cướp đường chạy trốn bạch y ni tung mình nhảy lại phóng trường đánh vào sau lưng một tên lập tức gã hộp máu ra mà chết tiếp theo bạch y ni phất tay áo bên phải một cái cản đường của tên lạt ma kia tay trái bà phóng chỉ nhanh như gió điểm vào năm đại huyệt tên lạt ma này liền nhũn ra té xuống không nhúc nhích được nữa. Bạch y ni đá mấy tên lạt ma bị đâm chết lật sấp lại, thấy sau lưng chúng đều có vết dao đâm. Bà lại nhìn lên vách ván thấy những lỗ thủng còn vương vết máu liền hiểu rõ ngay. Bạch y ni quay lại nhìn tên lạt ma bị điểm huyệt quát hỏi, ngươi, ngươi, là, đột nhiên người bà lảo đảo té xuống, miệng thổ máu tươi rất nhiều. Nguyên những tên lạt ma này đều là hảo thủ, võ công rất cao, mà bà một mình trọi sáu thành ra nội lực kiệt quệ. Đòn đánh sau cùng bà đã vận dụng hết tinh lực nên không ngượng lại được nữa. A Kha và Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi vội chạy tới đỡ bà dậy. A Kha kêu gọi rối rít, "Sư phụ, sư phụ, Bạch Y Ni hơi thở chỉ còn thoi thóp, hai mắt nhắm nghiền, miệng không nói gì." Vi Tiểu Bảo và A Kha khiêng Bạch Y Ni lên giường. Bà lại thổ ra rất nhiều huyết, A Kha chân tay luống cuống, nước mắt đầm đìa chủ quán cùng điếm tiểu nhị thấy trong nhà xảy cuộc ác đấu đều trốn tránh ở phía xa xa. Bây giờ chúng thấy thanh âm đã dần dần yên lặng mới thập thò nhìn ra thì thấy máu loang đầy đất, xác chết ngổn ngang. Chúng sợ quá kêu la ầm ĩ, vì tiểu bảo hay tay lượm lấy hai thanh giới đao dơ lên quát các ngươi làm gì mà nhộn lên thế, im miệng ngay, nếu không ta sẽ đâm mỗi tên một đao là toi mạng hết. Bọn nhà quán nhìn thấy giới đao sáng loáng sợ bờ vía, vâng dạ luôn miệng. Vì tiểu bảo lấy ra ba đĩnh bạc, mỗi đĩnh năm lạng giao cho chủ quán và bảo hắn, ngươi đi mướn cho ta hai cỗ xe lớn, còn năm lạng ta thưởng cho các ngươi. Nhà điếm vừa kinh hãi vừa vui mừng cầm tiền chạy đi ngay. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đưa về hai cỗ xe lớn. Vì tiểu bảo lại lấy bốn chục lạng bạc giao cho chủ quán rồi lớn tiếng hỏi, sáu tên lạt ma này xảy cuộc đánh lộn, sát hại lẫn nhau. Có đúng thế không? Các người trông thấy cả rồi chứ? dĩ nhiên chủ quán phải vâng giả cho xuôi chuyện, chẳng dám nói nửa câu không đúng. Vì tiểu bảo lại nói, còn bốn chục lạng bạc này để trả tiền cơm cùng tiền phòng cho các ngươi đó đoạn gã cùng A Kha hợp lực khiêm bạch y nhi đặt lên một cỗ xe lớn. Hai người lại lấy chăn đệm trên giường đắp lên người bà. Vì tiểu bảo lại sai bọn điếm tiểu nhị khiêng tên lạt ma bị điểm huyệt đặt vào cỗ xe thứ hai. Gã nhìn A Kha nói, cô nương chăm sóc cho sư phụ, để tiểu tử chiếu cố vị đại sư này. Rồi hai người lên xe, vì tiểu bảo sai đánh xe đi về phía tây nam, gã tự nhủ sư thái đã bị trọng thương, nếu bọn lạt ma lại đến tấn công tất mình không sao địch nổi. Ta phải lên chùa thiếu lâm, tuy đường xá xa xôi nhưng đi mãi cũng tới nơi. Gã lại sợ tên lạt ma này mà khai thông được huyệt đảo thì không thể là đối thủ với hắn được. Gã liền lấy dây cột chặt chân tay hắn lại, xe đi chừng được hơn 10 dặm, đột nhiên a kha bảo dừng lại cô nhảy xuống chạy đến trước mặt vi tiểu bảo vẻ mặt cực kỳ khẩn trương cô nghẹn ngờ non hơi thở của sư phụ mỗi lúc một yếu dần e rằng e rằng vi tiểu bảo thất kinh vội xuống xe lại coi quả thấy bạch y ni hơi thở chỉ còn thoi thóp a kha vừa khóc vừa nói giả tỷ có thuốc trị thương linh nghiệm thì chữa được chúng ta mau mau đi kiếm thầy lang nhưng nơi đây vì tiểu bảo sực nhớ tới thái hậu đã trao cho gã một bình thuốc 20 viên, kêu bằng tuyết sâm ngọc thiềm hoàn gì đó, của quốc vương nước cao ly tiến cống. Theo lời thái hậu thì thuốc này uống vào làm cho thân thể cường kiện, lại giải độc trị thương cực kỳ linh nghiệm. Thái hậu còn dặn gã lấy chục viên trong đó đưa lên hồng giáo chủ. Gã liền thò tay vào bọc lấy bình ngọc ra nói, thuốc trị thương linh nghiệm thì tiểu tử cũng có đây. Gã đổ lấy hai viên bỏ vào miệng bạch y nhi a kha lấy hồ nước để sư phụ nuết thuốc xuống. vì tiểu bảo nhân cơ hội này ngồi lại trong xe bạch y ni đối diện với a kha. gã nói sư thái uống thuốc này vào rồi không hiểu hậu quả ra sao. tiểu tử phải ở luôn đây để coi chừng. gã lại sai đánh xe tiếp tục thượng lộ. sau chừng nửa giờ bạch y ni bỗng thở mạnh một hơi rồi từ từ mở mắt ra. a kha cả mừng reo lên sư phụ sư phụ đỡ rồi ư bạch y ni gật đầu vì tiểu bảo vội lấy hai viên thuốc nữa đưa ra nói sư thái thuốc này đã có công hiệu vậy sư thái uống thêm hai viên bạch y ni lắc đầu khẽ nói bữa nay kiến là đủ rồi bây giờ chỉ ta cần vận khí để tiêu hóa dược lực người bảo dừng xe lại vì tiểu bảo vâng dạ rồi ra hiệu cho mã phu dừng xe bạch y ni bảo a kha đỡ mình dậy bà ngồi xếp bằng nhắm mắt vận công a kha chú ý nhìn sư phụ không chớp mắt trong khi đó, Vi Tiểu Bảo lại ngó A Kha tròng chọc. Hồi 120, trông người không khỏi tuổi thân hèn. Ban đầu vẻ mặt A Kha rất đỗi lo âu, cặp lông mày nhíu lại. Bây giờ cô dần dần trở lại bình thản, mắt lộ thần quang. Sau cùng trên môi cô hé một nụ cười Vi Tiểu Bảo không quan tâm đến Bạch Y Nhi. Gã chẳng nhìn cũng hiểu bà vận công chị thương tiến bộ rất nhiều. Sau một lúc nữa, Gã thấy nét mặt A Kha cũng vui tươi thì nghĩ thầm trong bụng, giả tỷ trong xe không có vị lão sư thái này, chỉ còn lại hai người thì hay quá. Ta được nhìn tiểu mỹ nhân nét mặt hoan hỉ thế kia chắc khoan khoái muốn chết. Đột nhiên A Kha ngừng đầu lên, thấy vì tiểu bảo đang hao háo nhìn mình. Hai má đỏ bừng, cô toan quát mắng nhưng lại sợ làm kinh động sư phụ trong lúc hành công, nên lời nói vừa tới cửa miệng cô đã ngừng lại, chỉ đảo lòng trắng mắt lường gã một cái. Vì tiểu bảo ngó cô mỉm cười rồi nhìn sang Bạch Y Ni thì thấy bà vẻ mặt bình hòa, hơi thở đều đặn. Bạch Y Ni bỗng thở phào một cái, mở mắt ra nói, bây giờ đi được rồi đây. Vì tiểu bảo đáp, sư thái hãy nghỉ một lúc nữa, cũng không sao. Bạch Y Ni nói, không cần, vì tiểu bảo liền lấy năm lạng bạc thường cho hai tên phu xe và sai chung đánh xe khởi hành. Thời bấy giờ tiền mướn xe một ngày chỉ có một đồng cân rưỡi bạc. Hai tên phu xe được món bở mừng quá cảm tạ không ngớt. Bạch y ni chậm rãi hỏi, ngươi vừa cho ta uống thuốc gì vậy? Vì tiểu bảo đác thuốc đó kêu bằng tuyết sâm ngọc thiềm hoàn của quốc vương Cao Ly đem đến tiến cống tiểu hoàng đế. Bạch y ni thoáng lộ vẻ vui mừng nói, tuyết sâm và ngọc thiềm là hai món thánh dược để trị thương, có công hiệu cải tử hồi sinh. Không ngờ ta lại gặp được thứ thuốc này, thế là ta chưa đứng ngày tận số. Bà vừa bị trọng thương xong mà thanh điệu lúc này đã bình yên, không có vẻ mệt nhọc, yếu ớt. A à Kha cả mừng hỏi, sư phụ, lão nhân ra khỏi rồi ư? Bạch Y Ni vui vẻ đáp, đại khái không chết được nữa. Vì tiểu bảo đáp trong bình này còn 18 viên, xin sư thái giữ lấy mà dùng. Gã nói rồi cầm bình ngọc đưa lại. Bạch Y Nhi không nhận, đáp ta chỉ uống thêm hai, ba viên nữa là quá đủ rồi, làm gì cần nhiều đến thế này. Vì tiểu bảo bản tính khoát đạt, nghĩ thầm ta để cho sư thái hai chục viên thuốc này cũng chẳng có chi đáng kể. Chắc ở nơi mụ điếm già hãy còn nhiều. Gã nghĩ vậy liền nói, sư thái, tấm thân sư thái mới là quan trọng. Thuốc này đã có công hiệu, thì xin sư thái giữ lấy mà uống. Lần sau tiểu tử gặp tiểu hoàng đế sẽ xin thêm một ít. Bạch Kinh gật đầu, nhưng bà vẫn trả bình thuốc lại cho gã. Xe đi được hơn ba chục dặm, thì trời đã xế chiều. Bạch Y Nhi nói tìm nơi nào vắng vẻ dừng xe lại để chất vấn tên lạt ma kia. Vì tiểu bảo, dạ, một tiếng rồi bảo phu xe đi vào thung lũng. Xe dừng lại, gã sai hai tên đánh xe khiêng tên lạt ma đặt xuống đất và bảo chúng dắt lửa ra phía sau núi cho ăn cỏ. Gã lại dặn nếu ta chưa gọi thì các ngươi đừng đến vội. Hai tên phu xe vâng lời dắt xe lửa đi. Bạch Y Nhi nói ngươi mở cuộc thẩm vấn đi. Vì tiểu bảo rút trùy thủ ra. Chém một cành cây đánh, xẹt, một tiếng. Tiện tay gã dốc hết nhánh lá, cho cành cây biến thành khúc côn. Gã hỏi, lão huynh, lão huynh có muốn biến thành một cây nhân côn không? Tên lạt ma kia thấy thanh trì thủ sắc bén phi thường thì trong lòng khiếp sợ run lên. Hỏi lại, xin hỏi tiểu gia, nhân côn là cái gì? Vì tiểu bảo đã đem ông bạn chặt hai tay, xẻo tai, cắt mũi nói tóm lại tức là những chỗ lồi ra đẽo hết đi cho bằng phẳng là ông bạn sẽ biến thành một cây nhân côn rất ngộ ông bạn có muốn thử không gã nói rồi liếc lưỡi dao chùy thủ vào sống mũi tên lạt ma mấy cái tên lạt ma kia bờ vía vội đáp không không tiểu tăng không muốn làm nhân côn vì tiểu bảo nói ta không gạt lão huynh đâu nhân côn coi rất ngoạn mục lão huynh thử làm chơi cũng chẳng hề gì lạt ma đáp tiểu tăng e rằng nhân côn chẳng có chi là ngoạn mục vì tiểu bảo hỏi, ông bạn chưa làm nhân côn sao đã hiểu là không ngoạn mục. Bây giờ thử làm chơi một lần cho biết mùi. Gã nói rồi chi lưỡi chùy thủ vào vai lạt ma. Lạt ma năn nỉ, xin tiểu ra tha mạng cho. Tiểu tăng mạo phạm đến sư thái đây. Thật là một điều tội lỗi vì tiểu bảo nói. Được rồi, bây giờ ta hỏi câu nào. Ông bạn trả lời câu đó một cách thành thực. Ông bạn chỉ cần giả dối nửa lời là ta đem ông bạn là một cây nhân côn trồng xuống đất bón tưới trong vòng 10 ngày hay nửa tháng. Không chừng ông bạn sẽ cao lớn thêm rồi mọc lại hai tay và hai mũi. Lạt ma đã tiểu ra, đừng làm thế, đừng làm thế. Tiểu tăng xin trả lời thành thực hết. Vì tiểu bảo hỏi, ông bạn họ tên là gì? Sao lại mạo phạm đến sư thái? Lạt ma đã tiểu tăng tên gọi là Hồ Ba Âm, làm lạt ma ở Tây Tạng. Tiểu tăng vâng lệnh tang kết đại sư huynh đến, bắt sống vị sư thái này. Vì tiểu bảo hỏi, sư thái đây rất tử tế lại không đắc tội với tên sư huynh thối tha của ông bạn, mà sao các vị dám lớn mật làm can. Hồ Ba âm đá, theo lời tệ đại sư huynh thì Đức Phật sống bên tiểu tăng có tám pho bảo kinh bị sư thái ăn cắp. Không, không phải, sư thái ăn cắp mà là mượn đem đi, bây giờ đến xin người trả lại. Vì tiểu bảo hỏi, bảo kinh gì? Hồ Ba âm đá, sai am cổ thổ ô kinh. Vì tiểu bảo hỏi, bảo kinh gì mà lại ô lý ô lố như vậy? Chắc ông bạn nói nhăng rồi. Hồ ba âm đá, phải rồi, phải rồi, đó là tạng ngữ, tiếng hán kêu bằng tứ thập nhị trương kinh. Vì tiểu bảo hỏi, sao gã sư huynh thối tha của ông bạn lại biết sư thái lấy được tứ thập nhị trương kinh? Hồ ba âm đá, cái đó tiểu tăng cũng không hiểu. Vì tiểu bảo quát, người không hiểu thì để cái lưỡi lại làm gì? Thè lưỡi ra đi, gã vừa nói vừa dơ chỉ thủ lên khi nào hồ ba âm dám thẻ lưỡi. Hắn năn nỉ, thật tình là tiểu tăng không biết. Vì tiểu bảo hỏi, sư huynh thối tha của ngươi ở bên Tây Tạng thì sao lại phái các ngươi đến mau thế được? Hồ ba âm đáp, đại sư huynh và bọn tiểu tăng mấy người đều đến Bắc Kinh rồi từ Bắc Kinh rượt đến đây. Vì tiểu bảo hỏi, bọn lạt ma thối tha các ngươi võ công suýt soát như ngươi còn có mấy tên? Hồ ba âm đáp, bọn sư huynh, sư đệ của tiểu tăng tất cả có 13 người. Này đã bị sư thái đánh chết 5 người, còn lại 8 người. Vì tiểu bảo ngấm ngầm kinh hãi, hỏi làm gì còn những 8 người, người cũng kể là người chăng, không phải đâu, người sẽ thành một cây nhân côn. Hồ ba âm đá tiểu gia đã ưng lời không biến tiểu tăng thành nhân côn. Vì tiểu bảo hỏi còn 8 nhân côn kia hiện giờ ở đâu, hồ ba âm đá tệ đại sư huynh bản lãnh cực kỳ lợi hại, chắc không chịu biến thành nhân côn đâu vì tiểu bảo nghe lạt ma nói vậy tức mình đá vào người hắn một cước thật mạnh rồi lớn tiếng thóa mạ tên giặc thối tha này chết đến gáy còn giờ giọng khoác lác tên đại sư huynh khốn kiếp của ngươi dù bản lãnh cao cường đến đâu ta cũng đẽo thành một khúc nhân côn cho ngươi coi hồ ba âm sợ quá vội đáp giả dạ, giả dạ, nhưng nét mặt của hắn tỏ ra không phục vì tiểu bảo hỏi lui hỏi tới hồi lâu vẫn không phát giác ra được điều chi đáng kể gã liền chuồn vào trong xe buông rèm xuống khẽ nói, sư thái, còn bảy tên lạt ma nữa, nếu chúng rượt tới thì thật khó lòng đối phó. Giả tỷ là lúc bình thời, sư thái chẳng bỏ quan tâm, nhưng hiện giờ sư thái đang bị thương mới khỏi, trong người chưa được khoan khoái như thường. Bạch y ni lắc đầu đáp dù là lúc bình yên vô sự thì một người chọi sáu cũng khó bề thủ thắng. Huống chi tên đại sư huynh của bọn lạt ma này bản lãnh còn cao thâm hơn chúng nhiều ta nghe nói tang kết là tay đệ nhất cao thủ trong phái mật tông ở Tây Tạng. Môn đại thủ ấn thần công của hắn đã luyện đến trình độ thần sầu quỷ khốc. Vì tiểu bảo nói tiểu tử có một kế, nhưng lại sợ, làm thương tồn đến oai phong của sư thái. Bạch Inni thờ dài hỏi đã là kẻ xuất gia thì còn oai phong gì đáng nói nữa? Mưu kế của ngươi thế nào? Vì tiểu bảo đáp, chúng ta tìm đến một nông gia ở nơi hẻo lánh để ẩn tránh. Sư Thái hóa trang là một người đàn bà nông thôn, nằm trên giường dưỡng thương. A à, Kha cô nương cùng tiểu tử cũng cải trang ăn mặc như một cô bé và thằng nhỏ quê mùa. Bọn tiểu tử giả làm con trai và con gái của sư Thái. Bạch Inni lắc đầu chưa nói gì, A à, Kha đã mắng liền, ngươi là con người tồi bại, kế hoạch nghĩ ra cũng tồi bại luôn sư phụ ta là một cao nhân đương thời mà lần tránh cách này thì ra sợ chúng hay sao? bạch y nhi nói kế đó có thể tạm dùng được. hai người làm đệ nhi và đệ nữ của ta. vì tiểu bảo vui mừng đáp giả giả a kha lường gã một cái. cô nghe sư phụ ưng thuận mưu kế của gã trong lòng rất lấy làm bất mãn. vì tiểu bảo lại nói tiếp nếu để tên lạt ma này sống sót thì e rằng cơ quan sẽ bị bại lộ. vậy chúng ta đem chôn sông hắn cho mất tích. Bạch y ni đáp chúng ta phải động thủ cùng người lúc trước đã là chuyện bất đắc dĩ. Bây giờ tên lạt ma này không có sức kháng cự mà cũng giết đi là quá tàn độc. Nhưng, nhưng buông tha hắn cũng không được. Chúng ta hãy tạm đem hắn đi rồi sẽ liệu. Vì tiểu bảo vâng lời gọi sa phu khiêng hồ ba âm để lên xe rồi tiếp tục thượng lộ. Bên đường chẳng thấy có một nông gia nào, lại sợ tang kết rượt tới, đành chờ thấy đường nhỏ là rẽ vào. Hai cỗ xe chạy hồi lâu, thỉnh thoảng gặp ngã ba đường, nhưng lối dễ hẹp quá, xe lớn không đi được. Bỗng nghe phía sau có tiếng vó ngựa rồn rập, mấy chục người kỳ mã đang rượt tới nơi. Vì tiểu bảo la thầm, hỏng bét, hỏng bét, bọn xú lạt ma này đến mấy chục tên. Gã bảo sa phu ra roi cho lừa chạy thật nhanh, nhưng truy binh mỗi lúc một gần chẳng mấy chốc đã tới sau hai cỗ xe lớn. Vì tiểu bảo dòm qua kẽ hở vách xe ra ngoài, bỗng gã thở phào một cái ra chiều yên giả. Nguyên mấy chục người kỳ mã này đều là hán tử áo xanh chứ không phải bọn lạt ma. Trong khoảnh khắc, mấy chục người kỳ mã lướt qua bên xe chạy về phía trước. Đột nhiên A Kha lớn tiếng hô, trịnh, trịnh đại ca, một người kỵ mã dừng cương tránh sang một bên để cỗ xe đi tới rồi hắn đi song song, hỏi lại, trần cô nương đấy ư? A Kha đáp, phải rồi, chính là tiểu muội thanh âm cô tỏ ra rất vui mừng, người kỵ mã lên tiếng hỏi, không ngờ lại gặp cô ở đây phải chăng cô đi với vương cô nương a kha đáp tệ sư thư không có ở đây người kỵ mã lại hỏi cô nương cũng đến hà gian phủ ư chúng ta đi cùng một đường thì hay quá a kha đáp không phải đâu bọn tiểu muội không đến phủ hà gian người kỵ mã nói phủ hà gian rất nhiệt náo cô nương nên đi coi trong khi hai người đối đáp xe cùng ngựa vẫn tiếp tục rong ruồi vì tiểu bảo thấy a kha đôi má ửng hồng cặp mắt trong sáng vừa có ý thẹn thò lại ra chiều cao hứng dường như đối với một người thân cận nhất trên đời gã tưởng chừng trước ngực bị đánh một chùy nặng gã tự hỏi chẳng lẽ thằng cha này là ý trung nhân của nàng gã ghen tức không nhịn được khẽ nói chúng ta đang lúc tị nạn khẩn cấp cô nương đừng nói chuyện vớ vẩn với người chẳng liên can gì tới mình a à kha dường như không nghe thấy nàng hỏi người kia mã phủ hà gian có chuyện gì náo nhiệt người kia hỏi lại cô không biết ư Bỗng rèm xe vén lên, một cái đầu thò vào trong xe giòm ngó. Mọi người trong xe nhìn thấy bộ mặt tuấn mỹ lối 23, 24 tuổi. Hán Tử tươi cười nói, "Phủ Hà Gian có cuộc Trảm Quy Đại hội, quy là con rùa. Người Trung Hoa thường ví kẻ đê hèn tồi bại như con rùa. Anh hùng hảo hán trong thiên hạ đến tham dự rất đông, thật là náo nhiệt." A à, Kha hỏi, "Sao lại gọi là Trảm Quy Đại hội? Phải chăng là chém chết một con rùa đen lớn?" như vậy có gì mà coi hán tử cười đáp tuy gọi là trảm quy đại hội nhưng không phải giết rùa thật mà là giết một con người đê tiện đốn mạt rất ghê gớm tên hắn có chữ quy a kha cười hỏi có ai lại đặt tên là quy bao giờ đại ca gạt tiểu muội rồi người kia đáp không phải quy là con rùa mà là tiếng đồng âm quy là hoa quy nguyên là chữ quế người hán phát âm chữ quế tương tự như chữ quy muội 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 thử đoán xem người đó là ai vì tiểu bảo giật mình kinh hãi tự hỏi gã này bảo tên người đó có chữ quế chẳng lẽ họ định giết ta đây là tiểu quế tử lại nghe a kha vỗ tay cười đáp tiểu muội biết rồi đó là tên đại hán gian ngô tam quế người kia cười nói chính thị cô này thông minh thật đoán chúng phong phóc a kha hỏi các vị bắt được ngô tam quế rồi ư người kia đáp chưa đây là anh em bàn định kế hoạch trừ diệt tên đại hán gian đó. vì tiểu bào thở phào một cái, miệng lẩm bẩm, thế thì phải rồi, tiểu quế tử này còn là đứa trẻ nít, họ không giết ta, dù họ có giết cũng chẳng làm gì đến nỗi kêu bằng chảm quy đại hội. còn mẹ nó, lão già mạo cái tên cũng suối quẩy, trong tên có chữ quế đồng âm với quy là rùa người kia miệng cười tâu toét nhìn ngắm A Kha trong lúc tiếng vó ngựa lộp cộp hòa lẫn với tiếng bánh xe lọc cọc vang lên không ngớt. Thanh niên vừa cưỡi ngựa, vừa thò đầu vào trong xe giòm ngó, đủ biết kỹ thuật của hắn rất tinh thâm. A Kha quay lại nhìn Bạch Y Ni khẽ hỏi, sư phụ, chúng ta có nên đi không? Bạch Y Ni tuy bản lãnh cực cao, nhưng bà sinh trưởng ở chốn thâm cung từ thuở nhỏ sau cơn quốc biến. Bà theo sư phụ vào ẩn náu trốn thâm sơn rèn luyện võ công, nên ít hiểu việc đời thiếu tài ứng biến bà nghĩ tới hào kiệt võ lâm thương nghị kích hoạch trừ diệt ngô tam quế hợp với sở nguyện của mình cũng muốn đi tham dự song lại sợ bọn tang kết sắp đổi tới nơi nếu không ẩn lánh cho mau tất gặp đại họa bà trầm ngâm một chút rồi hỏi vi tiểu bảo người tính sao vi tiểu bảo thấy a kha ra chiều thân mật với thanh niên kia thì trong lòng ghét cay ghét đắng quyết ý không để a kha đi cùng đường với hắn Gã liền đáp, bọn ác Lạt ma mà tới nơi là chúng ta không thể đối phó được, vậy phải tìm nơi ẩn lánh cho mau là hơn." Thanh niên kia hỏi, "Bọn ác Lạt ma nào?" A à Kha giới thiệu, "Trịnh đại ca, vị này là sư phụ của tiểu muội, bọn tiểu muội đang đi đường gặp một bọn ác Lạt ma, chúng toàn sát hại gia sư." Hiện giờ lão nhân gia bị trọng thương chưa hoàn toàn hồi phụ mà đằng sau còn bảy tên Lạt ma sắp rượt tới nơi. Thanh niên kia hỏi, "Thế ư?" hắn quay đầu ra ngoài hú lên một tiếng, đoàn kỳ mã dừng bước, hai cỗ xe lớn cũng lập tức dừng lại. Thanh niên kia xuống ngựa mở rèm lên khom lưng nói, vãn bối là trịnh khắc sảng xin bái kiến tiền bối. Bạch y ni gật đầu, trịnh khắc sảng lại nói, chỉ có bảy tám tên lạt ma thì tiền bối bất tất phải quan tâm. Vãn bối xin đại lao phát lạc bọn chúng cho. A à Kha vừa kinh hãi về U, L mừng thầm, cô chưa hết lo âu nói, trịnh đại ca bọn ác lạt ma đó lợi hại vô cùng. Trịnh khắc sảng đã đồng bạn đi theo tiểu huynh đều võ công cao cường, tự lượng có thể thu thập được chúng. Bọn ta không cần phải ỉ vào số đông để thủ thắng, dù lấy một trọi một cũng chẳng sợ gì bảy tám tên lạt ma đó. A Kha quay lại nhìn sư phụ đưa mắt hỏi ý kiến. Thực ra cô chỉ mong được đi Hà Gian với trịnh khắc sảng. Vì tiểu bảo lại lên tiếng không được đông võ công của sư thái cao thâm như vậy mà còn bị thương thì hai mươi mấy người trong bọn hắn làm gì được a à kha tức giận hỏi người ta có hỏi ngươi đâu ai mượn ngươi chõ miệng vào cho lắm chuyện vì tiểu bảo đáp đây là tại hạ quan tâm đến sự an nguy của sư thái a à kha tức giận nói chính ngươi sợ chết lại còn nói chuyện quan tâm tới sư phụ ngươi là một tên tiểu ác nhân hành động đốn mạt làm gì có hảo tâm lo cho ai vì tiểu bảo hỏi gã họ trịnh kia bản lãnh cao cường lắm hay sao có bằng được sư thái không a kha đáp y đem theo hai mươi mấy người đều võ nghệ cao cường chẳng lẽ còn sợ bảy tên lạt ma vì tiểu bảo nói sao cô nương biết hai mươi mấy tên đó đều võ công cao cường tại hạ nhận thấy bọn chúng bản lãnh còn tầm thường lắm a kha nói dĩ nhiên ta biết ta đã thấy họ động thủ rồi mỗi người đều có thể chống trả cả trăm địch nhân Bạch Y nhi trong lòng do dự không nhất quyết, bà không muốn lộ diện trong cuộc trảm quy đại hội, nhưng cũng thích nghe cho biết phương lược của quần hùng trong thiên hạ bàn định chu diệt ngô tam quế ra sao. Lúc trước bà phải nghe lời vi tiểu bảo hóa trang làm người nông phụ để né tránh bọn lạt ma là chuyện bất đắc dĩ, trái với sở nguyện của mình. Nếu vụ này chỉ có hai đứa trẻ nít hay biết chẳng nói làm chi bằng để cho mấy chục hào khách giang hồ hiểu câu chuyện bà phải cải trang để trốn tránh tai vạ là mâu thuẫn với tư cách cao ngạo của bà. Chẳng thà bà chịu chết đi còn hơn để người khác trông thấy sự khiếp nhược của mình. Bạch y ni thầm tính như vậy rồi thủng thẳng đáp bọn lạt ma kia chỉ vì một mình bần ni mà rượt tới đây. Trịnh công tử, đa tả tấm thịnh tình của công tử, hảo ý của công tử, bần ni xin tâm lãnh là đủ. Mời các vị thượng lộ đi thôi. Trịnh khắc sảng nói, sao sư thái lại dạy thế? Đã là hảo hán giang hồ thì giữa đường gặp chuyện bất bằng cũng phải tuyết hương viện trợ. Huống chi, huống chi sư thái lại là sư phụ của Trần Cô Nương đây. Bọn tai hạ cảm thấy có nghĩa vụ không thể bỏ qua được. A à, kha hai má ửng hồng ra chiều bẽn lẽn, từ từ cúi đầu xuống. Nhưng hiển nhiên trong lòng cô rất lấy làm đắc ý, bạch y ni lầm nhầm gật đầu. Hay lắm, thế thì bọn bần ni cùng đi với các vị đến phủ Hà Gian có điều công tử đừng nói với ai bần ni bản tính biếng nhác mọi việc giao tiếp không muốn gặp người ngoài trịnh khắc sàng cả mừng nói giả giả vãn bối dĩ nhiên xin tuân lời chỉ thị của tiền bối bạch y ni hỏi trịnh công tử ở môn phái nào lệnh sư là ai sở dĩ bà hỏi môn phái cùng sư phụ của trịnh khắc Sảng là muốn dò la cho biết võ công của hắn trịnh khắc sàng đáp vãn bối được ba vị sư phụ truyền thụ võ công vị nghiệp sư khai tâm cho vãn bối là người họ thi một tay cao thủ phái võ di vị sư phụ thứ hai họ lưu là một cao thủ tục gia của chùa thiếu lâm quê ở bồ điền tỉnh phúc kiến bạch y ni hỏi ồ vị sư phó này đại danh là di phi trịnh khắc sảng đáp y là lưu quốc hiên bạch y ni thấy hắn kêu tên sư phụ một cách thản nhiên không tỏ vẻ gì kính cẩn bà hơi lấy làm kỳ liền hỏi, thế ra lệnh sư trùng tên họ với Lưu Đại Tướng Quân ở Đài Loan ư? Trịnh Khắc Sảng đáp, y chính là Lưu Đại Tướng Quân ở Đài Loan, làm đề đốc dưới chướng Diên Bình quận vương ngày trước. Bạch Y Nhi hỏi, phải chăng công tử là người nhà Diên MNS quận vương? Trịnh Khắc Sảng đáp, vãn bối chính là con thứ của Diên Bình quận vương. Bạch Y ni gật đầu nói, té ra công tử là dòng dõi trung lương. Nguyên Trịnh thành công đoạt lại đảo Đài Loan từ tay người Hà Lan. Năm vĩnh lịch thứ ba, Quế Vương Phong Trịnh thành công làm riêng MNS quận Vương, chiêu thảo đại tướng quân. Đến năm vĩnh lịch thứ 16, Khang Hy Nguyên Niên, Trịnh thành công qua đời vào tháng 5. Khi ấy thế tử Trịnh Kinh chấn thủ ở đảo Kim Môn và Hạ Môn, nên em Trịnh thành công là Trịnh Tập soán Vị ở Đài Loan. Trịnh Kinh xuất lánh bọn đại tướng quân Chu Toàn Bân, Trần Cận Nam kéo quân về Đài Long đánh phá quân của Trịnh Tập, rồi lên kế vị Diên Bình quận Vương hồi đó Diên Bình quận vương đem quân bản bộ phản kháng nhà mãn thanh chứ không chịu khuất phục. Trịnh Kinh vẫn đóng quân ở ngoài hải đảo, tôn thờ ngôi chính thống nhà đại minh. Anh hùng nghĩa sĩ trong thiên hạ đều đem lòng kính ngưỡng Diên Bình quận vương là vì lẽ đó. Trịnh Khắc Sảng đã tưởng mình thổ lộ thân thế nhất định sẽ được vị nghi cô này sinh lòng kính phục. Ngờ đâu bà chỉ lầm nhầm gật đầu nói một câu, té ra là dòng dõi trung lương, chứ không lộ về gì hắn có biết đâu Bạch Y Ni là trưởng công chúa, con gái sủng trinh hoàng đế. Sư phụ của trịnh khắc sảng tên gọi Lưu Quốc Hiên là bộ thuộc của phụ thân hắn, nên hắn bất tất phải tỏ ra cung kính. Dưới con mắt của Bạch Y Ni, phụ thân của trịnh khắc sảng là trịnh kinh bất quá là một thần tử trung lương, dĩ nhiên bà giữ vẻ thản nhiên. Vì tiểu bảo nghe câu chuyện đối đáp giữa Bạch Y Ni và trịnh khắc sảng, gã không ngớt chìm thầm trong bụng. Còn mẹ nó, Thằng cha này tưởng mình cao quý lắm sao, riêng MNS quận vương thì đã làm cái đếch gì. Thực ra gã cũng biết riêng mình quận vương địa vị rất cao. Chính sư phụ Trần Cận Nam của hắn cũng còn là bộ thuộc của quận vương. Vì tiểu bảo càng nghĩ càng thấy bất lợi cho mình, trịnh khắc sảng ra chiều rất để ý tới A Kha khiến gã rất bực mình. Vì gã đường đường là công tử, con của quận vương, đi đâu cũng có hùng binh hộ vệ gã còn nhận ra trịnh khắc sảng so với hạng vương tước liêu lạc giang hồ là bọn mục vương phủ, hắn còn cao quý hơn nhiều. Huống chi tướng mạo hắn lại tuấn nhã hơn gã gấp 10. Về võ công cũng như về việc giao tiếp hai bên đã cách xa nhau một trời một vực. Trịnh khắc sảng lại lớn tuổi hơn gã, á, trách nào A Kha chẳng siêu lòng. Dù gã là kẻ mê mù cũng phân biệt được, bất giác gã than thầm, giả tỷ sư phụ mà biết ta cùng trịnh công tử tranh đoạt A Kha thì chẳng cần hắn phải ra lệnh, lão nhân gia có khi cũng tự ý vung trường đánh mình chết tươi. Bạch y ni sư thái tán dương gã là dòng dõi trung lương, còn mình thì dòng dõi ai? Hay chỉ là con một mụ điếm ở lệ xuân viện mà thôi? Bạch y ni đưa mắt nhìn trịnh khắc sảng thùng thẳng hỏi, thế ra vị sư phụ thứ nhất của công tử là thi lang đã đầu hàng quân thắt đát mãn thanh rồi ư? Trịnh khắc sảng đáp dạ, vãn bối đã không nhìn nhận con người bất nghĩa vô liêm sỉ đó làm sư phụ nữa rồi. Ngày sau vãn bối có gặp hắn ngoài chiến trường phải ra tay hạ sát cho hà giận. Trịnh khắc sảng nói bằng một giọng hiên ngang khẳng khái, vì tiểu bảo mừng thầm nghĩ bụng té ra sư phụ của chừng cha này đã quy thuận triều đình, mai đây mình có gặp lão thi lang đó phải coi chừng mới được. Trịnh khắc sảng nói tiếp gần 10 năm nay, vãn bối chỉ theo học nghệ phùng sư phụ, một tay cao thủ đệ nhất phái côn luân. Lão nhân gia mang ngoại hiệu là nhất kiếm vô huyết, chắc sư thái cũng biết rồi. Bạch y ni đáp ô, bẩn ni chỉ nghe danh phùng tích phạm sư phó, chứ chưa hiểu lai lịch cùng ngoại hiệu của y. Trịnh khắc sảng nói, kiếm pháp của phùng sư phụ rất cao thâm, nhất là môn khí công đờ á à, đến trình độ xuất thần nhập hóa. Lão nhân gia dùng lưỡi kiếm sắc bén điểm vào tử huyệt của địch nhân mà ra thịt kẻ bị giết vẫn không chảy máu. Bạch Y Nhi, lên một tiếng rồi nói, khí công đã luyện đến trình độ dùng khi giới sắc bén biến thành cùng nhụt thì trên đời nay không được mấy người. Chẳng hiểu phùng sư phụ đã bao nhiêu tuổi rôn trịnh khắc sảng rất lấy làm đắc ý đã. Đến mùa đông năm nay, vãn bối sẽ đi tham dự tiệc mừng ngũ tuần đại khánh của phùng sư phụ. Bạch Y ni gật đầu nói, phùng sư phó chưa tới 50 tuổi mà nội công đã tinh thâm như vậy, thật là hiếm có. Bà ngừng lại một chút rồi hỏi, bọn tùy tùng đi theo công tử võ công đều vào hạng khá cả rồi chứ. Trịnh khắc sảng đáp, xin sư thái cứ yên lòng. Chúng đều là những vệ sĩ cao thủ được chọn lựa kỹ càng ở trong riêng MNS Vương Phù. Vì tiểu bảo đột nhiên xen vào, sư thái, trong thiên hạ sao nhiều cao thủ đến thế? Vị sư phụ thứ nhất của trịnh công tử là cao thủ phái võ di. Đệ nhị sư phụ là cao thủ phái thiếu lâm. Đệ tam sư phụ là cao thủ phái côn luân bao nhiêu người tùy tùng của y đều là cao thủ chắc chính y cũng là cao thủ. Trịnh khắc sảng thấy gã buông lời châm chọc thì trong lòng tức giận vô cùng. Hắn không hiểu lai lịch thằng nhỏ này thế nào, nhưng thấy gã ngồi cùng xe với Bạch Y Nhi và A Kha liền cho là gã có mối quan hệ sâu xa với hai người, nên gã đành nhẫn nại, không lên tiếng trả đũa. A Kha lên tiếng tán dương, người ta thường nói, minh sư tất có cao đồ, trịnh công tử được ba vị minh sư rèn luyện, thảo nào võ công rất tinh thâm. Vì tiểu bảo nắm được chỗ sơ hở liền hỏi, cô nương nói đúng quá, tại hạ không hiểu bản lĩnh của trịnh công tử, nên muốn hỏi cho biết, võ công của cô nương so với trịnh công tử ai hơn ai kém. A à Kha liếc mắt nhìn trịnh khắc sảng đáp, dĩ nhiên bản lãnh y cao thâm hơn ta nhiều. Trịnh khắc sảng cười nói, cô nương quá khiêm mà thôi, vì tiểu bảo gục gặp cái đầu, cười nói, té ra là thế, cô nương bảo minh sư tất có cao đồ. Võ công của cô kém trịnh công từ đây như vậy thì ra lệnh sư là đê thủ, là ám sư. Võ công của lệnh sư còn kém ba vị minh sư cao thủ của trịnh công từ đây xa lắm. Về đánh giặc miệng thì A-Kha đâu phải là đối thủ của gã. Cô chỉ thở ra một câu liền bị gã nắm được đằng chui để xoay sờ. A-Kha đỏ mặt lên vội cãi. Ta, ta bảo sư phụ là đê thủ, là ám sư hồi nào? Người đừng nói nhăng nói can bạch y ni mỉm cười nói A-Kha người mà đấu khẩu với gã thì không lại đông. Cả xe lẫn ngựa rẽ về hướng Tây mà tiến, trịnh khắc sảng cưỡi ngựa vẫn đi kèm bên cỗ xe lớn. Bạch y nghi khẽ hỏi A Kha, sao ngươi lại quen biết trịnh công tử đây? A Kha đỏ mặt lên đáp, đệ tử cùng sư thư gặp y ở phủ khai phong, tỉnh Hà Nam. Khi đó bọn đệ tử, cải dạng nam trang, y tưởng là trai liền mời lên tửu lâu uống rượu. Bạch y nghi lên giọng trách móc các ngươi thật là lớn mật hai vị đại cô nương dám lên tiểu lâu uống rượu với người ta a kha cúi gằm mặt xuống khẽ đáp không phải uống rượu thật sự mà chỉ giả vờ để dưỡng chơi vì tiểu bảo lại xen vào a kha cô nương tướng mạo cô nương đẹp lộng lẫy thì dù có giả trai người ta ngó thấy cũng biết ngay là một cô gái mỹ nhiều. tại hạ coi anh chàng trịnh công tử này trong lòng mang ý nghĩ tồi bại a kha tức giận nói người mới là kẻ có ý nghĩ tồi bại ta cải dạng nam trang y tuyệt nhiên không nhận ra được sau sư thư nói rõ với y y còn xin lỗi hoài người ta là bậc quân tử văn nho biết điều lễ nghĩa đâu có ti tiện như ngươi đoàn người ngựa đi đến trưa thì đến phòng nhị trang đây là một thị trấn lớn ở ký tây mọi người liền tìm vào phản điếm ăn uống